Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 13. T8 Thương Lan có thể xác định, Lục Vân cũng không có mặt trên bảng tông sư, đây là kết quả mà ông ta xác nhận nhiều lần. Rốt cuộc hôm nay tâm trạng thấp thỏm, liền hỏi. Chỉ thấy Lục Vân lách đầu nói, một cái bảng rác rưởi mà thôi, lên hay không thì có gì khác nhau. Đối với Lục Vân mà nói, bảng xếp hạng được giới võ tu coi là vinh dự này, quả thật chính là một bảng danh sách rác rưởi, chẳng lẽ gặp sinh viên đại học nào thì sẽ quan tâm đến thành tích học tiểu học của họ. Bám vào để hạ đẳng cấp của mình xuống. Đây là suy nghĩ chân thật của Lục Vân, nhưng khi đám người Tê Thương Lan nghe được, dường như là thiên linh cái gặp phải một cái trọng trùy. Danh sách rác rưởi. Ý tứ lời này, chẳng phải là nói người trong bảng này, đều là rác rưởi sao? Lục thần y thật điên. Một câu liền đem tất cả tông sư hóa cảnh đều đắc tội đến, nếu để cho những người đó nghe thấy, cũng không thể tìm hắn gây cãi nhau. Lục Vân lại liếc mắt nhìn A Minh đứng sau Tê Thương Lan, vẻ mặt áy náy nói, xin lỗi, con người tôi nói chuyện thẳng thản, ông đừng để trong lòng, nếu cảm thấy không thoải mái, cũng đừng biểu hiện ở trên mặt, bằng không tôi sẽ cảm thấy ông không phục, đều muốn tìm tôi sâu lâu. A Minh, ông ta ngay cả hóa cảnh cũng không đạt tới, câu nói kia vừa rồi của Lục Vân, thật đúng là đả thương ông ta. Đỉnh cao mà tôi theo đuổi trong suốt cuộc đời của tôi, trong mắt hẳn chỉ là rác rưởi. Tại sao lại muốn tàn nhãn như vậy? Tê Thương Lan ổn định tinh thần, thăm dò hỏi, Lục thần y kia, cậu cảm thấy bát chỉ tông sư Hầu Dũng thế nào? Bát chỉ tông sư Hầu Dũng, chưa tới 40 tuổi đã là hóa cảnh tông sư, xếp hạng thứ 38 trong bảng tông sư. Hai ngày trước Tê Thương Lan đang nói chuyện với Khương Lam, Lục Vân ở bên cạnh, cho nên nghe được cái tên này, từ thần thái và ngữ khí của hai người bọn họ lúc ấy mà xem, dường như là một nhân vật rất châu bò. Thế nhưng Lục Vân lại lắc đầu nói, chưa từng gặp qua ông ấy, nhưng nếu thật sự giống như lời các người nói, gần 40 tuổi mới đạt tới hóa cảnh, thiên phú quả thật không tồi. Chị Bảy Lạc Ly tôi mới 20 mấy tuổi, đã hóa cảnh, Hầu Dũng cái kia, cũng không phải là một tên cặn bã sao. Lục Vân chính là thành thật như vậy. Nhưng Tê Thương Lan lại phát hiện mình đã không thể nói chuyện với hắn được nữa. A Minh càng như thế, nhìn cũng không muốn nhìn Lục Vân. Thật sự là quá tổn thương lòng tự tôn. Đúng lúc này vợ chồng Diệp Hướng Vinh tới, song phương mới chấm dứt đề tài này, bằng không Tê Thương Lan lo lắng tiếp tục tán gẫu, vị tu võ giả A Minh bên cạnh mình, phỏng chừng ngay cả tâm tình trùng kích hóa cảnh cũng không có. Võ giả, đều rẻ mạt như vậy sao? Lục Vân cũng không tâm tình gì với ông ta, nếu tâm tình của một võ giả dễ dàng sụp đổ như vậy, còn không bằng chuyển nghề đi vác gạch. Sau khi giúp Diệp Hướng Vinh châm cứu xong, Lục Vân rời khỏi Hạnh Lâm đường. Tê Thương Lan vẫn không rời đi. Ông ta đã nhìn ra một ít manh mối, chính là đôi vợ chồng này, quan hệ với Lục Vân dường như rất không đơn giản, nếu không làm sao có thể hưởng thụ được đãi ngộ ưu tú như vậy, cư nhiên có thể để cho Lục Vân tự mình châm cứu. Tê Thương Lan một mình tìm Khương Lam hỏi, Khương chất nữ, quan hệ của con với Lục thần y, rất tốt sao? Đương nhiên. Lục Vân là con rể tương lai của con mà, quan hệ của chúng ta đương nhiên tốt rồi. Khương Lam trả lời. Con rể tương lai. Tê Thương Lan nhất thời trong lòng cả kinh, ngay sau đó liền biểu tình phức tạp nói, Khương chất nữ, vậy tháng sau, sẽ trở về Khương ra sao? Tê Thương Lan lúc đầu còn tưởng rằng Khương Lam chỉ đến tìm Lục Vân chữa bệnh, nào biết được, quan hệ giữa bà ta và Lục Vân lại thân cận như vậy, chẳng phải là dễ dàng gì mời Lục Vân ra tay. Trợ giúp Khương ra giải vây sao? Nhưng kỳ quái chính là, sau khi nghe được những lời này, Khương Lam lại trầm mặc xuống. Tề Thương Lan cho rằng bà ta còn có lời gì chưa nói, tiếp tục nói, lần trước con cũng nói, đã sớm tha thứ cho phụ thân con, lần này Khương gia gặp phải phiền toái lớn như vậy, con hẳn là cũng không đành lòng khoanh tay đứng nhìn chứ. Khương Lam trầm mặc một lát, bỗng nhiên thở dài một tiếng nói a hát hát hát. Con đương nhiên không đành lòng nhìn Khương gia cứ như vậy mà suy bại, nhưng gặp phải loại chuyện này, con có thể có cách gì chứ? Khuôn mặt của bà ta đầy nỗi buồn. Tê Thương Lan nghỉ hoặc hỏi, vì sao bà không mời Lục? Thần y ra tay. Lục Vân. Khương Lam sửng sốt một chút, nói, lúc trước chú cũng đã nói qua, Hầu gia bồi dưỡng ra một vị hóa cảnh tông sư chưa tới 40 tuổi, Lục Vân có thể giúp được cái gì? Chẳng lẽ, Lục Vân cũng là võ giả? Khương Lam tựa hồ đã đoán được cái gì. Giờ phút này,
biểu tình của Tê Thương Lan so với bà ta còn càng thêm ngơ ngác. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khương Lam cư nhiên còn không biết Lục Vân là võ giả. Chẳng lẽ là Lục Vân cố ý giấu giếm? Chuẩn bị sau này lại cho Khương Lam một chút kinh hỉ. Lần này thật tệ, Lục Thần Y cố ý giấu giếm thân phận, mà mình lại ở chỗ này miệng quả đen, không cẩn thận đem kinh hỉ này phá hỏng sớm, Lục Thần Y sẽ không trách tội mình chứ. Tê Thương Lan nội tâm hoảng hốt một nhóm. Khương Lam lại truy hỏi, Tê bá phụ, chẳng lẽ Lục Vân thật sự là võ giả? Hẳn là võ giả cảnh giới gì? Tôi nghe ý tứ vừa rồi của người, tựa hồ hắn so với Hầu Dũng còn mạnh hơn. Ba vấn đề này khiến Tê Thương Lan bức bối mồ hôi đều chảy xuống, đành phải chột dạ nói, khụ khụ. Cái này, con vẫn nên tự mình đi hỏi Lục Thần Y đi. Chuyện cho tới bây giờ, Tê Thương Lan cũng chỉ có thể đem vấn đề này đẩy cho Lục Vân, hy vọng Lục Vân không nên trách mình nhiều miệng. Kỳ thật thông qua biểu tình của Tê Thương Lan, trong lòng Khương Lam đại khái đã biết, dù sao bà ta cũng sinh ra trong gia tộc võ giả, cũng sẽ không bởi vì người nào đó bên cạnh, đột nhiên bị bạo ra thân phận võ giả, mà cảm thấy kinh ngạc quá lớn. Bà ta chỉ là tò mò, Lục Vân trẻ tuổi như vậy, tu vi võ đạo đến cuối cùng mạnh bao nhiêu, có thể thật sự có thể giúp Khương gia vượt qua cửa ải khó khăn này hay không? Lúc này, Tê Thương Lan có lẽ là vì che giấu sự xấu hổ khi nói lỡ miệng của mình, mà rời đi một đề tài khác, nói, Khương chất nữ, có thể hỏi một câu, chồng con rốt cuộc là bị bệnh gì, cư nhiên cần Lục Thần Y tự mình ra tay châm cứu nhiều lần như vậy. Khương Lam nhất thời biến sắc, Tê bá phụ, chuyện không nên hỏi người đừng hỏi nhiều thì hơn. Ách, chuyện này còn ngày càng lúng túng. Tê tám Thương Lan không rõ nguyên nhân, mà Khương Lam đã bước nhanh rời khỏi Hạnh Lâm đường. Bảo đảm, bà ta quyết định tự mình đi hỏi Lục Vân một chút, về chuyện thân phận võ giả của hẳn, dù sao chuyện này liên quan đến thịnh suy hưng vong của gia tộc mình. Cầu Trường Giang. Lục Vân nhìn người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp đứng ở đầu cầu, bà ta có dáng người đầy đặn, trước sau nhô cao, mọi bộ phận trên cơ thể đều phát triển tốt nhất có thể, vẻ đẹp bất bại trước thời gian, dường như là câu nói đúng nhất về bà ta. Thật ra ở tuổi này của Khương Lam, không còn gọi là thiếu phụ được nữa rồi, nhưng dung mạo và ngoại hình của bà A thật sự có thể trụ vững trước khảo nghiệm của thời gian, cho nên danh hiệu thiếu phụ đẹp nhất tỉnh Giang Nam hết sức phù hợp với bà ta. Chỉ có thể nói chú Diệp quả thật rất có phúc. Lục Vân thầm ghen tị trong lòng. Khi đến cầu, Lục Vân cười hỏi, dì Khương, có chuyện gì không thể nói ở nhà sao phải mời cháu đến nơi này? Lục Vân, cậu là võ giả đúng không? Khương Lam trực tiếp hỏi về chuyện vẫn đang nghỉ vấn trong lòng, hơn nữa lần này bà cũng không gọi Lục Vân là, xê bản quyền on dễ tốt hay cháu ngoan nữa, điều này chứng tỏ bà ta đang rất nghiêm túc. Lục Vân hơi sửng sốt, sao dì Khương lại hỏi chuyện này? Trả lời tôi, đúng hay không? Khương Lam không nói lý do, chỉ nhìn dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lục Vân, hy vọng sẽ nhận được câu trả lời từ biểu cảm của Lục Vân, nhưng Lục Vân lắc đầu, nói, không. Không, làm sao có thể? Nếu Lục Vân không phải là võ giả, thì những gì Tê Thương Lan nói là sao? Khương Lam không tin. Bà nghĩ Lục Vân đang nói dối mình. Thật ra bà đâu biết rằng Lục Vân đang nói thật, bởi vì thật sự hắn không phải là võ giả, mà là một người tu luyện, hai cái này căn bản là không thuộc cùng một hệ thống. Lục Vân vừa trả lời Khương Lam xong, đột nhiên Khương Lam chỉ vào dòng sông dưới cầu, nói cậu nhìn xem, dòng sông rộng như vậy, nước cũng chảy xiết nữa, nếu người bình thường rơi vào đó chắc chắn sẽ bị cuốn mất xác. Nói xong bà liền thả người rơi xuống. Lúc ấy Lục Vân vẫn còn ngỡ ngàng. Khương Lam thực sự tin tưởng Lục Vân là một võ giả, bởi vì những gì xảy ra với Lục Vân quá khó tin. Thần Y Giang Thành, Vân Lộc Đại Sư. Còn có thần thái đĩnh đạc và điềm tĩnh khi đối mặt với Tam Gia. Cũng như, người chỉ biết vì lợi ích như Thẩm Kim Hoa, tại sao lại nhiệt tình với Lục Vân như vậy, còn vì vấn đề tình cảm của Lục Vân mà tức giận với bà. Kết hợp với cuộc đối thoại khó hiểu với Tê Thương Lan vừa rồi. Mặc kệ Khương Lam có đần độn như thế nào, vẫn có thể cảm giác được ở đây có vấn đề rất lớn. Thấy Lục Vân phủ nhận, bà ta cho rằng Lục Vân không muốn tiết lộ thân phận nên đã dùng thủ đoạn nguy hiểm này để ép Lục Vân thừa nhận, nhưng bà ta không biết chiêu này. Đối với Lục Vân thực sự rất ngu ngốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dì Khương, dì cũng gấp quá rồi đó, không thể đợi cháu nói xong trước sao? Lục Vân không khỏi bật cười.
nhưng Khương Lam đã nhảy xuống rồi, hẳn còn có thể làm gì được nữa, lập tức thả người nhảy theo. Trước khi Khương Lam rơi xuống nước, hắn đã đỡ được bà ta. Dì Khương, dì thật hư. Lục Vân bước đi trên mặt nước, khi bước tới bờ, hẳn không nhịn được mà tát vào mông Khương Lam một cái, y như hình phạt lần đó hẳn phạt Liễu Yên Nhi. Nhất thời, thiếu phụ xinh đẹp nhất tỉnh Giang Nam, bất ngờ trợn to. Đôi mắt xinh đẹp. Đã hơn 10 năm bà không ân ái với chồng. Cái tát này suýt chút nữa đã gây ra tai họa lớn rồi, đến mức khi Lục Vân đặt bà xuống bờ, Khương Lam giả vờ lảo đảo một chút rồi ngồi xuống vùng nước nông, đè lại làn váy dài như muốn che đậy điều gì đó. Lục Vân này quá to gan, bà ta có thể là mẹ chồng tương lai của cậu đất. Nhưng nói ra cũng kỳ quái, sau khi cái tát của Lục Vân vừa dứt, Khương Lam ngược lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Oán khí tích tụ hơn 10 năm tựa như cũng bị quét sạch vào giây phút này. Đây giống như một cái giếng cổ sâu thẳm, chỉ đợi khi nước giếng đại diện cho những oán niệm bên trong tràn ra ngoài, tự nhiên oán khí cũng yếu đi nhiều. Toàn thân Khương Lam run lên vài cái. Mặt bà ta cũng đỏ bừng. Nhưng dù sao bà ta cũng là người từng thấy sóng to gió lớn, nhanh chóng đứng dậy khỏi bãi nước cạn, như không có chuyện gì xảy ra đứng lên nói, bất cẩn quá. Rõ ràng gần lên tới bờ rồi mà còn quăng gì ngã ở đây. Lục Vân gật đầu và nói, vâng, vâng, là cháu quá bất cẩn. Cháu nên đưa dì Khương ra khỏi vùng nước nông này mới đúng. Khương Lam cảm thấy áy náy một chút, sau lại vội vàng chuyển chủ đề, Lục Vân, dì biết cháu là một võ giả. Hơn nữa thực lực còn mạnh tới mức hóa cảnh tông sư, thành thật mà nói, tôi thực sự rất sốc. Động tác Lục Vân đi trên mặt nước vừa rồi chỉ có nội lục. Cấp hóa cảnh tông sư mới đảm đương nổi. Vì vậy, Khương Lam càng thêm chắc chắn về thân phận võ giả của Lục Vân. Lục Vân suy nghĩ một lúc, nói, nếu dì Khương đã tin vậy, vậy thì cứ như vậy đi. Thấy hắn nói vậy, Khương Lam nghĩ rằng chuyện bà tiết lộ danh tính của hẳn đã làm hẳn không vui, vì vậy bà xin lỗi, nói, Lục Vân, thật xin lỗi, sở dĩ dì dùng biện pháp này để ép cháu bại lộ thân phận là bởi vì chuyện này đối rất quan trọng với dì. Dì muốn cháu giúp Khương ra đúng không? Làm sao Lục Vân không biết suy nghĩ của Khương Lam được, từ khi bà ta chủ động hỏi hẳn có phải võ giả hay, Lục Vân đã đoán được suy nghĩ của bà ta. Khương Lam chờ mong hỏi, có thể không? Lục Vân cười gật đầu, dì Khương, dì đừng khách sao như vậy, dì là mẹ của chị Khuynh Thành, nếu dì gặp khó khăn, cháu nhất định sẽ giúp đỡ không chút do dự, có chuyện gì dì cứ việc nói thẳng đi, không cần vòng vo nữa đâu ạ. Khương Lam lại đỏ mặt, trông bà có nét quyến rũ riêng biệt. Xem ra suy nghĩ của bà đã sớm bị Lục Vân nhìn thấu rồi. Sau đó Khương Lam nói, đối thủ của Khương gia lần này là Hầu Dũng, người đứng thứ 38 trong danh sách cao thủ. Dì lo, bà ta đang thăm dò thực lực của Lục Vân. Lục Vân tự tin vỗ ngực, chuyện này cứ để cháu lo, dì Khương, cháu nghĩ tốt nhất là dì nên cùng cháu trở về biệt thự. Lục Nhân trước. Lấy đỡ một chiếc váy của chị Khuynh Thành thay đi, đồ của dì xuyên thấu hết rồi. Trên đường trở về, Khương Lam không khỏi tò mò hỏi, Lục Vân đúng là cháu ngoan của dì, Khuynh Thành có biết chuyện cháu là võ giả không? Cháu cũng không chắc. Cháu cũng không chắc. Là sao? Khương Lam không hiểu. Lục Vân cười cười không giải thích. Chớp mắt cái đã đến thứ ba. Vào 7 giờ tối nay. Sẽ có một lớp học tìm hiểu về Trung, y tổ chức trong phòng học hình chữ T của Đại học Giang Nam. Gọi là lớp tìm hiểu, nhưng thật ra là lớp quảng bá thì đúng hơn, nhưng thời gian giảng còn hạn chế, cho nên chỉ có thể đưa ra một số ý tổng quát, để những người trẻ đương thời có thể hiểu biết chung chung về Trung y. Lục Vân đến lớp học hình chữ T từ rất sớm và ngồi vào chiếc ghế ở hàng đầu tiên. Thực sự không ngờ rằng, lại có một ngày hắn được làm giảng viên. Lục Vân thầm cảm thán trong lòng. Sau khi chờ đợi vài phút, dần dần có mấy học sinh trẻ trung, xinh đẹp lần lượt bước vào lớp, điều này ngay lập tức khiến đôi mắt của Lục Vân sáng lên, đặc biệt là mấy cô gái, chiếc áo mấy cô mặc bị đội lên cao, trông như đang lén giấu gì trong đó. Chắc là lo đến lớp tối sẽ đối nên họ đã giấu thêm mấy chiếc bánh bao vào áo. Nhưng mà, Lục Vân đã sớm chú ý, dường như mấy người đi vào đều vui vẻ gì lắm. Tất cả họ đều tỏ ra rất chán nản, họ không ngồi ở hàng ghế trên đầu mà tất cả đồng loạt dồn về mấy hàng ghế sau cuối lớp. Thành thật mà nói, tất cả họ đều bị ép buộc tới. Mang danh nghĩa là lớp học tìm hiểu về Trung y, mà lớp học tìm hiểu là gì, đương nhiên là lớp học là tự nguyện,
nhưng nhà trường lo nếu không dùng thủ đoạn nào đó sẽ không có mấy người tham gia vào lớp này nghe giảng. Cho nên phòng giáo vụ đã đưa ra một yêu cầu cứng rắn, tại buổi học đầu tiên này, mỗi một lớp tân sinh viên đều cần phải có ít nhất 10 học sinh đến tham gia lớp. Đúng là thâm độc quá mà. Những sinh viên bị chọn chúng đều đồng loạt than trời trách đất, tranh thủ thời gian này, dẫn bạn gái vào rừng cây nhỏ phát cơm chó cho cậu độc thân không thơm hơn sao. Ai muốn tham gia lớp học tìm hiểu về trung y chứ? Thật là đau chứng mà. Vì thế mấy sinh viên này lần lượt chen chúc vào mấy hàng ghế phía sau, vừa ngồi xuống liền lấy điện thoại di động ra chơi không ngừng, một số lên Taobao mua sắm, một số thì chơi game vương giả nông dược, số nữa thì đọc tiểu thuyết. Chà, cuốn tiểu thuyết tên Bảy chị gái của tôi thật tuyệt, sách Khuynh Thành cũng thú vị đấy, đúng là đáng xem. Cái gì, cắt giảm chương, đờ mờ tiểu thuyết rác rưởi, còn dám quảng cáo, bình luận ảo. Khi gần đến giờ học, mấy hàng ghế phía sau đã kín chỗ, những học sinh đến sau phải miễn cưỡng lên hàng ghế đầu ngồi, trong lòng liền nghĩ đến việc chuồn đi. Lúc này, một cô gái dễ thương mặc áo phông thoải mái đi đến ngồi bên cạnh Lục Vân, vừa ngồi xuống liền lấy ra một chiếc gương nhỏ soi tàn nhang trên mặt. Vừa nhìn cô gái này, Lục Vân đã biết rằng cô ấy chưa từng sử dụng mặt nạ, khuynh thế dung nhan, hẳn vừa định quảng cáo thì thấy cô gái đã quay đầu đi nói chuyện với bạn gái bên cạnh. Thiến Thiến, mau nhìn xem, bên cạnh cậu có một anh chàng đẹp trai kìa, nhìn lén lén thôi, cẩn thận, đừng để bị hắn phát hiện. Vậy sao, chờ mình đeo kính lên nhìn xem, oa, thật sự đẹp. Nha, không biết hẳn học lớp nào. Cậu hỏi một chút đi. Hai nữ sinh thấp giọng trò chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lục Vân bên cạnh, vô cùng cẩn thận. Lại không biết khi bọn họ nói chuyện đã sớm lọt vào tai Lục Vân. As, trên người tôi có rất nhiều ưu điểm, nhưng sao mấy người chỉ quan tâm vẻ ngoài đẹp trai này thôi chứ, thực là nông cạn. Lục Vân rất thất vọng. Xin chào, bạn học, đúng là có duyên lắm chúng ta mới có cơ hội ngồi cùng nhau, tại sao chúng ta không làm quen chút nhỉ? Tên tôi là Vương Thiến Thiến, là sinh viên năm nhất lớp 4 khoa quản trị kinh doanh. Còn bạn, Vương Thiến Thiến. Cô gái có tàn nhang, nói. Lúc mới ngồi xuống, cô ấy nhìn thấy Lục Vân đang cúi đầu, nên đến bây giờ cô mới nhận ra chàng trai này thực sự rất đẹp trai. Đối mặt với trai đẹp, các cô gái thời đại này muốn chủ động bao nhiêu thì chủ động bấy nhiêu, cũng như, Vương Thiến Thiến thấy vừa ý liền chủ động bắt chuyện với Lục Vân. Khóe miệng Lục Vân hiện lên một nụ cười, nói, lát nữa cậu sẽ biết. Ồ, khá là cao ngạo. Đương nhiên cô cũng thích kiểu nam thần cao lãnh lạnh lùng như thế này, cho dù anh ngược tâm tôi ngàn lần, tôi vẫn coi anh như mối tình đầu. Mong muốn làm quen với Lục Vân của Vương Thiến Thiến đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng ngay khi cô ấy chuẩn bị phát động đợt tấn công tiếp theo thì đột nhiên nhìn thấy cô gái ngồi phía bên kia ghế của Lục Vân, đã bắt đầu nói chuyện rất thân mật với Lục Vân. Hóa ra là hoa đã có chủ. Vương Thiến Thiến mím môi, đưa mắt nhìn quanh Lục Vân. Muốn xem bạn gái của anh chàng đẹp trai này trông như thế nào, nhưng khi nhìn thấy, cô ấy lập tức rụt cổ lại. Còn bạn thân của cô bên kia tức giận bất bình nói, sao trai đẹp toàn là của người khác vậy? Tôi khổ quá mà. Là cô Thẩm Vương Thiến Thiến lập tức thấp giọng nhắc, nhờ bạn mình. Đại học Giang Nam có rất nhiều khoa, sinh viên không nhất thiết phải biết giáo viên của các khoa khác, nhưng Vương Thiến Thiến tình cờ học cùng khoa với Thẩm Tĩnh Nghi nên cô nhận ra Thẩm Tĩnh Nghi. Hai cô gái lập tức không dám thì thầm với nhau nữa. Gần đến giờ vào lớp, Lục Vân đứng dậy, đi lên bục giảng với nụ cười trên môi nói, xin chào các bạn sinh viên, tôi là giảng viên dạy môn tìm hiểu trung y của các bạn, tôi tên là Lục Vân. Thông thường, các lớp học được tổ chức trong những phòng học lớn như vậy, giảng viên sẽ sử dụng một chiếc micro nhỏ để đảm bảo rằng học sinh ở hàng ghế sau có thể nghe thấy âm thanh. Lục Vân không sử dụng micro, nhưng âm thanh vẫn có thể truyền đến những hàng ghế sau rõ ràng. Ngay lập tức, lớp học khổng lồ hình chữ T chìm vào im lặng, ngay cả những người đang tức giận với đồng đội heo chơi trung vương giả nông dược cũng im lặng một cách kỳ lạ trong giây lát. Sau đó, trong lớp liền náo động hẳn lên. Khi họ bị chọn đến nghe lớp tìm hiểu về trung y này, nhà trường đã công bố người giảng dạy lần này là một thần y. Thần y hay không thần y thì bọn họ không quan tâm, nhưng mà nhìn xem, chàng trai đứng trên bục giảng đó, không biết có phải là thần y thật không nhưng hình như tuổi của chàng trai đó còn nhỏ hơn một số học sinh trong lớp này đó. Vậy mà dám để hẳn đến đây làm giảng viên, định làm trò cười à? Vương Thiến Thiến cũng rất ngạc nhiên, hóa ra anh chàng đẹp trai ngồi bên cạnh mình là giảng viên hôm nay,
vừa rồi cô còn hỏi hẳn học lớp nào, may mắn là cô không có hành động gì quá táo bạo, nếu không cô ấy sẽ xấu hổ chết đi được. Nhưng mà, với vẻ ngoài này hắn thật sự có thể thuyết phục mọi người tin tưởng hắn sao? Bạn học Vương Thiến Thiến vô cùng hoài nghi về điều này. Trong phòng học hình chữ T vang lên tiếng ồ lên. Đám sinh viên bọn họ bị rút thăm chúng phải tới tham gia lớp học tự chọn trung y quỷ quái gì đó, tâm tình vốn đã khó chịu, hiện tại thấy thầy giáo còn trẻ như vậy thì lập tức càng thổn thức. Lục Vân lại trực diện với những ánh mắt hoài nghi đó, trên mặt hiện ra nụ cười, không chút rối loạn. Hắn đã cảm nhận ra những sinh viên này không phải tự nguyện đến đây, nhưng hẳn có tự tin sẽ làm họ nghe xong tiết này thì cam tâm tình nguyện tới lần thứ hai. Lục Vân nhìn quét qua phòng học một lượt rồi nói, tôi biết mọi người không phải tự nguyện tới đây, cũng hoài nghi về trình độ của tôi. Thầy biết thì tốt, vậy mau tuyên bố tan học đi, đừng tiếp tục lãng phí thời gian của mọi người, thật không biết trường học làm gì nữa, cứ sắp mấy hoạt động lung tung rối loạn như vậy. Lục Vân còn chưa dứt lời đã nghe thấy ở giữa phòng học có một nam sinh đầu nhím lớn tiếng kêu gào một câu. Trông cậu ta cả lơ phất phơ, trên đùi còn có một nữ sinh mặc váy ngắn màu đen đang ngồi. Hoàn toàn làm lơ kỷ luật lớp học. Mà sau khi đầu nhím lớn tiếng nói xong, trên mặt nữ sinh còn hiện ra vẻ tự hào, cứ như bạn trai dám lớn tiếng nói chuyện với Lục Vân như vậy làm cô ta rất có mặt mũi. Bọn người này thật sự quá không kỷ luật. Thẩm Tĩnh Nghi nhìn không được, muốn đứng lên giữ trật tự thì Lục Vân lại lách lạc đầu với cô, vẫn mang vẻ mặt trấn định tự nhiên mà cười nói lười phút, các người chỉ cần ngồi ở đây nghe tôi giảng 10 phút, 10 phút sau có thể rời đi ngay. Hứ, thiệt hay giả, không phải thầy muốn chờ chúng tôi rời đi rồi lén mách lẻo, để trường học trừ điểm học phần của chúng tôi đó chứ? Có người nghi ngờ. Lục Vân lắc lắc đầu, tôi khinh thường làm chuyện ăn trộm gà sau lưng này, nếu các người không tin thì hiện tại có thể mở di động ra ghi âm, tôi lặp lại một lần, chỉ cần các người im lặng nghe tôi giảng 10 phút khóa, 10 phút sau, ai muốn rời đi thì có thể đi ngay. Được, nếu thầy đã nói như vậy thì tụi tôi nghe 10 phút. Xem thầy có thể giảng ra thứ gì hay ho. Đầu nhím hài hước nói. Cậu ta không tin trong thời gian 10 phút mà Lục Vân có thể hấp dẫn mọi người ở lại. Phòng học an tĩnh lại, dù sao cũng chỉ có 10 phút mà thôi. Những sinh viên lướt tao bao, xem tiểu thuyết kia cũng nghiền ngẫm mà nhìn Lục Vân như đang xem diễn, còn những người chơi game thì kích hoạt hình thức điên cuồng đánh bàn phím, nhưng không hề phát ra âm thanh. Qua chừng nửa phút, Lục Vân vẫn chưa bắt đầu giảng bài mà lại hơi nhíu mày và nm ra các bạn đã rất tự giác, nghe 10 phút liền kết thúc nên đều không nói nữa, nhưng mà có vài thứ vẫn quá không hiểu chuyện. Vài thứ. Mọi người trong phòng lập tức cảm thấy kỳ quái, hiện tại đã không ai phát ra âm thanh, sao hắn vẫn không hài lòng. Ai không hiểu chuyện? Bọn họ nghi ngờ mà nhìn Lục Vân. Chỉ thấy Lục Vân lắc lắc đầu, đột nhiên trong tay xuất hiện mấy cây kim châm cứu lấp lánh. Thở dài nói, ong 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 quấy rầy tôi giảng bài, thật sự quá không hiểu chuyện. Trong nháy mắt dứt lời, kim châm cứu trong tay hẳn đã bay vụt ra ngoài. Hả? Mọi người đều ngạc nhiên, bọn họ cũng không thấy rõ quỹ đạo bay của cây kim, cho nên không biết rốt cuộc chúng bay tới đâu, chỉ cảm thấy thần kinh của người này có chút vấn đề. Nhưng còn chưa được vài giây, họ bỗng nghe thấy một tiếng kinh hô vang lên từ hàng sau cùng của phòng học. Cái đệt, thầy quá trâu bò. Ôi đệt! Ngay lập tức, mọi người sôi nổi quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một nam sinh chỉ vào vách tường phía sau, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Mọi người không rõ nguyên do, còn tưởng rằng người này phát bệnh, nhưng rất nhanh, mấy sinh viên ngồi bên cạnh nam. Sinh cũng kinh hô cái đệt, thầy quá trâu bò, má ơi! Tình huống gì vậy? Mấy sinh viên ngồi gần phía sau sôi nổi đứng dậy, tò mò đến gần nhìn thoáng qua. Đồng tử của họ cũng lập tức phóng to, kinh hô lên tiếng. Chỉ thấy trên vách tường kia có mấy cây kim châm đâm thật sâu, khủng bố nhất chính là trên mỗi một cây kim đều căm một con ruồi. Ruồi đó, từ bục giảng của phòng học chữ T đến hàng sau cùng có khoảng cách bao xa? Nhìn thế nào cũng đến 20-30 mét đúng không? Ở khoảng cách 20-30 mét mà dùng kim châm cứu đâm chúng ruồi bọ, hơn nữa còn cùng lúc chúng vài con mẹ nó, bộ đang quay phim à? Toàn bộ phòng học lại trở nên rúng động. Thầy, sao thầy làm được vậy? Thể hiện lại cho chúng em xem đi, vừa rồi tụi em không thấy rõ là như thế nào. Đúng rồi, thầy bản một cây châm cho tụi em xem đi, đúng lúc chỗ em vừa rớt một sợi tóc này.
Một nữ xinh xinh xắn nhổ một sợi tóc dài của mình rồi ấn lên vách tường, tùy ý cho tóc rơi xuống, giây tiếp theo đột nhiên thấy một cây kim bay vụt qua, chẻ sợi tóc đứt thành hai đoạn. Cái đệt! Rõ ràng đều là sinh viên, sao lại không có văn hóa như vậy, mọi người trừ cái đệt ra thì không thể dùng từ ngữ nào khác để khen thầy sao? Lục Vân tỏ vẻ buồn bực mà nói một câu, lập tức khiến cả phòng vang lên từng tràng cười, người thầy này thật quá đáng yêu. Không thể không nói, Lục Vân đã cân nhắc rất rõ tâm lý của những người này, biết họ lòng có oán trách, cho dù mình giảng bài ra hoa cũng rất khó được họ tán thành, một khi đã như vậy thì cứ biểu diễn thật tráng lệ đi. Dù sao Lục Vân cũng là người cùng tuổi, quá hiểu tâm tư của bọn họ. Quả nhiên sau khi bản ra mấy cây kim châm, hơn 99% sinh viên đều quên mất mình bị bắt tới đây nghe giảng bài, tâm tình kích động không thôi. Thậm chí còn có mấy nữ xinh xinh đẹp đứng lên, học theo mà nhổ xuống một sợi tóc dài, đầy chờ mong mà nói, thầy thầy, mau xem nơi này, dùng châm của thầy bắn em đi. Các cô thật sự quá kích động, gấp không chờ nổi năn nỉ hắn. Lục Vân lại ho nhẹ hai tiếng và nói, khụ khụ, mấy cô gái, tự trọng đi, thầy là người đứng đản. Mấy nữ sinh đứng lên lập tức sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại những lời nói vừa rồi của mình có ý nghĩa khác, khuôn mặt họ lập tức đỏ bừng rồi ngồi xuống. Thầy, sao thầy lại dùng giọng điệu không đứng đắn như vậy để nói ra lời nói đứng đản như thế? Trong tình huống đặc thù thì phải tung chiêu mạnh để giành chiến thắng. Lục Vân chỉ tung ta một chiêu nho nhỏ đã thành công hòa tan cảm xúc bất mãn của những sinh viên kia, làm họ cảm thấy buổi tối hôm nay thật đáng giá, oán giận trong lòng cũng biến mất. Nhưng luôn có một hai ngoại lệ, ví dụ như tên đầu nhím do quá thích làm nổi bật, thấy mọi người lộ ra vẻ mặt sùng bái thì lập tức khó chịu, lớn tiếng hừ một cái rồi nói, thứ gì không biết, rốt cuộc thầy tới giảng trung y hay tới chơi tạp kỹ, nếu chơi tạp kỹ thì tôi cảm thấy thầy nên đến đoàn xiếc thú, mà không phải tới đây làm hư không khí trường học chúng tôi. Giọng cậu ta rất lớn, giống ra tiếng này lập tức làm cả phòng học an tĩnh lại. Chẳng qua lần này đa số sinh viên đã dùng ánh mắt lúc ban đầu nhìn Lục Vân mà ngắm vào tên đầu nhím. Giống như một đám người đang ca hát trong phòng KTV, chúng tôi đều hát nhạc giật sôi động, kết quả anh đi lên ngân nga một bài tình ca bi thương, vậy không phải quá mất hứng sao? Bạn học này, làm phiền cậu nói rõ rốt cuộc thầy Lục phá hư không khí trong trường chúng ta thế nào? Có người bênh vực Lục Vân. Tên đầu nhím cười nhạo một tiếng và nói, trường học là nơi học hành. Hành vi vừa rồi của anh ta có gì khác với chơi dao chơi súng trong trường không? Vậy không phải phá hư không khí thì là gì? Đúng vậy, bạn trai tôi nói rất đúng. Đương nhiên nữ sinh váy ngắn phải ủng hộ bạn trai mình, lập tức nói đệm theo đầu nhím. Mấy sinh viên còn muốn cãi lại giúp Lục Vân, nhưng lúc này lại nghe thấy Lục Vân mở miệng nói, các bạn học, nghe tôi nói một câu. Trong phòng học lại an tĩnh lại. Lục Vân cười nhìn về phía đầu nhím, tôi cảm thấy bạn này nói rất đúng, tôi tới trường là truyền thụ tri thức trung y, không phải tới chơi tạp kỹ, vậy chúng ta nói về nội dung có. Liên quan đến trung y đi, cứ bắt đầu từ cậu đi. Lục Vân chỉ đầu nhím, thầm nghĩ, danh con, cậu có vẻ hăng quá nhỉ, xem tôi xử cậu thế nào. Cái gì mà bắt đầu từ tôi? Đầu nhím thấy Lục Vân chỉ vào mình thì lập tức sửng sốt, đầy mặt khó hiểu. Lục Vân nói đầy thâm ý, cậu có bệnh. Thầy thuốc trung y gì thế này, sao còn măng chửi người a chứ? Lục Vân tiếp tục nói, gần đây có phải cậu thường xuyên táo bón hay không? À, thì ra không phải mắng người. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, thầy đang xem bệnh cho đầu nhím. Nhưng đầu nhím nghe thế thì không vui, lập tức khó chịu nói, thầy đừng có nói bậy bạ ở đây, tôi thấy thầy mới táo bón, sức khỏe ông đây tốt biết chừng nào. Vừa rồi nghe thấy hai chữ táo bón, trong lòng cậu ta lập tức lộp bộp, bởi vì Lục Vân thật sự nói chúng rồi. Nhưng trước mắt bao người, cậu ta sẽ không thừa nhận, hơn nữa vốn dĩ không phục Lục Vân, dù Lục Vân nói cái gì thì cậu ta chỉ cần phủ định là được, cố ý muốn làm khó Lục Vân. Lục Vân cũng không giận, mà tiếp tục cười nói, cậu dám đứng lên để tôi xem một chút không? Đứng lên thì đứng lên, tôi sợ thầy chắc, đầu nhím bảo, bạn gái tránh ra, sau đó đứng lên. Khiêu khích nhìn Lục Vân, cậu ta không tin hắn có thể làm gì mình. Nhìn từ sách mặt thì có thể nhìn ra hệ tiêu hóa của cậu xuất hiện vấn đề, hẳn là bình thường ăn nhiều đồ chua cay, dạ dày tích nhiệt, ruột bị tổn thương, do đó dẫn tới tràng đạo. Khô khốc, thường xuyên táo bón.
thầy đánh rằm. Đầu nhím vừa muốn phản bác thì thấy Lục Vân nhanh chóng tiến lên, ấn một cái lên huyệt vị trên bụng cậu ta, đầu nhím lập tức cả giận quát, thầy làm gì? Không có gì, chỉ giúp cậu khơi thông khí thối trong bụng mà thôi, nếu sức khỏe của cậu bình thường thì sẽ không có gì. Khóe miệng Lục Vân lộ ra nụ cười thần bí khó lường, nói xong thì im lặng lui ra phía sau vài bước. Đầu nhím còn muốn tranh chấp cái gì, nhưng giây tiếp theo lại đột nhiên cảm thấy bụng mình sông cuộn biển gầm, lộc cộc vang lên giống như tiếng sấm ngày mưa, cực kỳ vang dội. Ngay sau đó, phốc, 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 mặt đầu nhím nghẹn đỏ bừng, cuối cùng nhịn không được mà liên tục thả ba cái rằm vô cùng tanh tưởi. Bạn gái đầu nhím đúng lúc đang ngồi đối diện với cái mông của cậu ta, ba cái rằm vang dội lập tức làm cô ta ngơ ra, sắc mặt xanh mét mà đứng lên, kết quả đầu nhím vì nghẹn quá mức, phía dưới không xì ra mà xì ngược lên trên, trùng hợp lại bắn thẳng vào mặt bạn gái mình. Con mẹ nó có phải anh cố ý hay không? Nôn! Nữ sinh váy ngắn vừa định mắng, giơ tay chuẩn bị tát vào mặt bạn trai mình, nhưng còn chưa kịp tát thì đã không nhịn được nôn khan, vội vàng che miệng mũi lại chạy như bay khỏi phòng học. Trong nháy mắt, một mùi tanh tưởi mãnh liệt lấy đầu nhím làm trung tâm, giống như đạn xương khói khuếch tán ra, làm mấy sinh viên bên cạnh sợ tới mức quay cuồng trên mặt đất. Mẹ nó có độc. Rốt cuộc bọn họ cũng biết vì sao vừa rồi Lục Vân lại lui nhanh về phía sau vài bước, ai mà chịu được loại vũ khí sinh hóa hủy thiên diệt địa này. Mấy bạn ngồi gần cửa sổ mở cửa ra cho thông gió, chúng ta rời khỏi phòng trước, 5 phút sau có thể tự nguyện trở lại phòng học. Nếu không muốn nghe thầy giảng bài thì không cần trở về nữa. Lục Vân vội vàng nói xong thì dẫn đầu chạy ra khỏi phòng học. Con mẹ nó, thầy chạy còn nhanh hơn thỏ. Những sinh viên trong phòng thấy Lục Vân đã chạy thì lập tức che mũi lạ xông ra cửa, trước khi rời đi còn không. Quên hung tợn chừng đầu nhím một cái, cậu nói xem cậu thể hiện làm gì. Mẹ nó, bộ hồi chiều ăn phân hay gì? Chịu không nổi, rất nhanh. Phòng học chữ T to lớn chỉ còn lại một mình đầu nhím đứng đó hỗn độn trong gió, thật là một đời anh minh hủy trong một sớm. Chừng 5 phút sau, Lục Vân về tới phòng học, lúc này đầu nhím đã rời đi. Vừa rồi mất mặt như vậy, sao cậu ta còn mặt mũi ở lại phòng học này? Lục Vân chờ đợi một hồi, bọn sinh viên lục tục tiến vào phòng, thử ngửi ngửi một cái, xác định trong phòng đã không còn mùi thì mới đi vào ngồi xuống. Chẳng qua khu vực vừa rồi chung quanh đầu nhím đã không còn ai dám đặt chân. Có cần khoa trương như vậy không? Trôi qua thêm 2-3 phút, sinh viên nên trở về cũng đã trở lại, đại khái chừng 70%, Lục Vân rất vừa lòng với kết quả này, vì họ đều tự nguyện trở về, chứng minh đa số đã tán thành Lục Vân. Hơn nữa bọn họ còn kích động nói, thầy ơi, có thể dạy tụi em phi châm không? Xem ra ai cũng có một giấc mộng võ hiệp. Lục Vân lại cười lắc lách đầu. Phi châm không phải ai cũng học được, chỉ có những người cốt cách thanh kỳ, hơn nữa phải đẹp trai mới có cơ hội thành công, cái đầu là điều kiện tiên quyết, cái sau là điều kiện tất yếu. Thầy hư hỏng thật là tự sướng quá, bọn sinh viên cười vang, không khí rất vui vẻ, hoàn toàn không có cảm giác buồn tẻ như đi học ngày thường. Đây là sức hút cá nhân của Lục Vân. Xem đi, cả bục giảng đều đang sáng bừng lên. Châu bò plus, thấy mọi người đều cảm thấy hứng thú với phi châm. Lục Vân lập tức mở rộng đề tài tới phương diện châm cứu, hơn nữa còn gọi một nữ sinh mất ngủ nghiêm trọng lên bục giảng, nói muốn biểu thị châm cứu cho cô. Nữ sinh do dự nói thầy, chắc thầy không đối phó em như đối phó với bạn trước đúng không? Em là con gái, da mặt rất mỏng, nếu mất mặt như vậy thì em sẽ bắt xe lửa rời khỏi thành phố trong đêm luôn đấy. Yên tâm, em đáng yêu như vậy thì sao thầy lại làm em mất mặt, tới, ngồi xuống ghế đi. Thầy bắt đầu ghim châm đấy, vâng, thầy cứ ghim thoải mái đi. Vì thế Lục Vân cầm kim châm cứu đâm vào những huyệt vị bách hội, thần môn, chiếu hải của nữ sinh, hơn nữa giảng giải, đây là bách hội, kích thích mạch huyệt, đốc. Mạch dẫn lên não, có thể điều thần an thần, tỉnh táo đầu óc. Những sinh viên ngồi hàng trước đu ói cổ ra quan sát. Lục Vân dừng một chút rồi nói, trong tộc tiết của thầy, các em không cần giữ quy tắc như vậy, có thể lên đài xem. Vì thế các sinh viên sôi nổi đứng dậy, chen lên bục giảng, nhìn từng cây kim đâm vào đầu nữ sinh kia, nhịn không được mà hỏi, như vậy không đau sao? Lục Vân giải thích, chỉ cần tìm đúng huyệt vị thì châm cứu sẽ không đau, chỉ có cảm giác hơi trương, không tin các em có thể hỏi bạn học này. Thật không? Đúng đúng, là thật, thầy quá lợi hại, thầy châm vào mà mình không thấy đau gì,
chỉ thấy vừa căng vừa tê, còn rất thoải mái. Nghe nữ sinh kia nói vậy thì những sinh viên khác cũng nóng lòng muốn thử. Lục Vân lại chọn hai sinh viên rồi châm cho họ, thấy những người khác cũng muốn, Hà đành cười khổ và nói, hôm nay châm cứu cho ba bạn này trước, về sau có cơ hội thầy lại châm cho người khác, thầy không đủ thời gian để châm cho mọi người trong tiết đầu đâu, quá nhiều người, thầy cũng chịu không nổi. Nếu không phải thấy vẻ mặt nghiêm trang của Lục Vân thì những sinh viên đáng yêu đó sẽ nghĩ hắn đang nói bậy. Châm cứu cần tới thời gian nhất định mới có hiệu quả, cho nên sau khi châm cứu cho ba người thì Lục Vân thuận tiện giảng giải một ít tư duy trung y đơn giản, sau khi có sinh viên hỏi. Thầy thầy, nếu thầy nói trung y lợi hại như vậy thì xin hỏi bệnh tim phải trị như thế nào? Đúng rồi thầy, còn có loét dạ dày, viêm phế quản, những bệnh đó nên dùng chung dược gì? Bọn họ không phải cố ý kiếm chuyện, mà chỉ thuần túy là tò mò. Lục Vân cười cười và nói, thật ra trong trung y căn bản không tồn tại các loại bệnh như bệnh tim, loét dạ dày và viêm phế quản, đó đều là tên bệnh Tây y, mà trung y thì đặt tên bệnh theo triệu chứng. Thấy các sinh viên lộ ra vẻ mặt khó hiểu, Lục Vân tiếp. Tục giải thích ví dụ như cảm mạo đi, trung y cũng có cảm mạo, nhưng cảm mạo này không giống hệt với cảm mạo Tây y. Cảm mạo Tây y là tên bệnh cụ thể, mà cảm mạo trung y lại là một cách gọi, trong đó bao gồm cảm mạo phong hàn, phong nhiệt, thử thấp và thể hư, chúng có thuộc tính khác nhau nên gọi là chứng bệnh. Bởi vậy đều là cảm mạo, nhưng chứng bệnh bất đồng thì phải dùng thuốc khác nhau, đây là đồng bệnh dị trung y thường nói. Mà tương tự như vậy còn có một khái niệm gọi là dị bệnh đồng trị, chính là bệnh tật khác nhau, chỉ cần chứng bệnh tương đồng thì có thể sử dụng cùng loại thuốc để tiến hành trị liệu. Mọi người nghe mà cái hiểu cái không? Vì làm bọn họ càng dễ lý giải, Lục Vân lại chọn hai sinh viên đi lên, trong đó có Vương Thiến Thiến bị tàn nhang và một cô gái mặt mọc đầy mụn. Lục Vân nhìn tàn nhang trên mặt Vương Thiến Thiến và hỏi, tàn nhang trên mặt em đã bị một thời gian rồi đúng không? Vương Thiến Thiến gật đầu, vâng, hồi cấp 3 đã bị, đến bây giờ còn chưa hết nữa. Thường xuyên thức đêm. Khi, chăng chưa ngủ thì em chưa ngủ, em là tiểu bảo bối đầu chọc. Vương Thiến Thiến thè lưỡi nói. Em còn rất tự hào. Lục Vân gõ đầu cô một cái, giải thích tàn nhang chia ra thành bẩm sinh và phát sinh sau. Tàn nhang của em chỉ do thường xuyên thức đêm dẫn tới chức năng cơ thể rối loạn, thuộc dạng phát sinh sau. Nói xong thì hắn lấy ra một lọ thuốc bột, đây là thuốc bột dạng bôi mà thầy mới nghiên cứu ra, có công hiệu hoạt huyết hóa ứ, giải độc tiêu sưng, em bôi lên thử xem. Được Vương Thiến Thiến không phải cô gái làm ra vẻ. Lập tức trở lại chỗ ngồi rồi lấy ra một cái gương nhỏ, đổ chút thuốc bột rồi bôi lên mặt. Lục Vân lại nhìn về phía nữ sinh mặt mụn, cũng bảo cô A bôi bột phấn lên mặt. Một lát sau, Lục Vân hỏi, hiện tại hai em có cảm giác gì? Vương Thiến Thiến nói, trên mặt nóng nóng, còn hơi tê. Nữ sinh còn lại cũng gật đầu đồng ý. Điều này chứng minh thuốc bột có hiệu quả. Lục Vân giảng giải, hai em một người bị tàn nhang, một người bị mụn. Là hai loại bệnh khác nhau, nhưng bởi vì triệu chứng tương tự, đều là thức đêm dẫn tới công năng cơ thể hỗn loạn, cho nên bôi cùng loại thuốc bột sẽ có hiệu quả trị liệu rất tốt, cái này gọi là dị bệnh đồng trị. Euro ó hai ví dụ sống sờ sờ như vậy trước mặt, các sinh viên lập tức có lý giải càng trực quan đối với khái niệm dị bệnh đồng trị. Hình như trung y cũng rất thú vị. Lục Vân giảng xong thì rút kim trên đầu ba sinh viên xuống, hỏi cảm nhận của họ. Ba người đều tỏ vẻ đầu mình nhẹ đi rất nhiều. Trước kia bởi vì mất ngủ lo âu, các cô cảm thấy đầu mình ứ đọng đầy tạp chất, nhưng bây đã hoàn toàn biến mất. Thầy châm cứu thật quá thần kỳ. Các cô đã sớm nghe nói đến trị liệu châm cứu, chỉ là luôn không tin, chưa từng đi châm thử, không ngờ hôm nay được trải nghiệm thì thấy thoải mái như vậy. Lục Vân nói, tối hôm nay các em đi ngủ sớm một chút, xem còn mất ngủ hay không, đúng rồi, nhớ trước khi ngủ đừng chơi di động. Dạ dạ, ba người cùng gật đầu. Bất chi bất giác tiết học này đã kết thúc, Lục Vân cười cười và nói, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta quen biết, rất cảm ơn các bạn đã nể mặt, hy vọng lần sau chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, tan học. Cái gì, nhanh vậy đã tan học sao? Sao tôi cảm thấy mới có một lát thôi vậy? Thật đáng tiếc, tiết tiếp theo của thầy là khi nào, em muốn dẫn bạn trai lại đây cùng nghe. Thầy thầy, thầy quá bảnh trai. Giống với bạn trai kế tiếp của em ghê, em có thể xin số của thầy không? Bọn sinh viên díu dít như còn rất lưu luyến lớp học, không muốn kết thúc, chủ yếu là cách giảng bài của Lục Vân quá đặc biệt,
sinh động thú vị, không cổ hủ buồn chán chút nào. Hơn nữa mỗi lần giảng đến một chứng bệnh sẽ kêu bạn học đi lên biểu thị, làm họ nhớ như in sâu. Thậm chí không ít người bắt đầu oán trách đầu nhím, nếu không phải cậu ta làm trễ nãi thời gian thì tiết học này đâu đến nỗi kết thúc nhanh như vậy. Lục Vân nhìn một đám sinh viên đáng yêu, rốt cuộc cảm nhận được ý nghĩa câu nói của chị Tư, cuộc sống đại học rất tốt, phấn chấn đầy sức sống, đây mới là dáng vẻ vốn có của thanh xuân. Hắn như đã quên tuổi tác của mình cũng đang trong thời điểm phấn chấn đầy sức sống như vậy. Chỉ có thể nói hoàn cảnh quyết định tính cách, hoàn cảnh lớn lên của Lục Vân đã làm Ha càng già dặn trưởng thành hơn bạn cùng lứa tuổi. Thật là hâm mộ những bạn cùng tuổi vô ưu vô lự này. Thầy đẹp trai, em có thể chụp chung ảnh với thầy không, em muốn up lên khoe với bạn bè. Lục Vân đang thắn thở thì đột nhiên có mấy nữ sinh giơ di động lên chạy đến trước mặt hắn, đầy mặt chờ mong, trông chờ mong mỏi. Lục Vân lập tức nghiêm mật mà nói, khi bước vào lớp. Học thầy đã nói gì với tụi em, nên chú ý thêm những điểm nổi bật khác trên người thầy, mà không phải ham mê cái túi da đẹp trai và khí chất không gì sánh kịp của thầy đúng không? Nghe thấy lời này, mấy nữ sinh lập tức bĩu môi, sau đó lại nghe Lục Vân nói, nhưng nể tình các em vi phạm lần đầu, thầy tha thứ cho các em, đến đây đi, cứ thoải thích giày vò thầy. Sao thầy lại lầy quá vậy? Mấy nữ sinh lập tức bật cười, vui vẻ chụp hình chung với Lục Vân, sau đó xoay người up lên mạng rắng, người thầy. Bảnh trai nhất trong lịch sử, có phải các chị em hâm mộ chảy nước miếng hay không? À, phải chia ra, chặn không cho cha mẹ thân thích nhìn thấy nữa. Rõ ràng lớp học đã kết thúc, nhưng khi Lục Vân rời khỏi phòng học đã qua hơn 20 phút, không phải vì hắn dậy quá giờ, mà do những sinh viên này quá đáng yêu, quá nhiệt tình. Khi đi trên con đường nhỏ trong sân trường, Thẩm Tĩnh Nghỉ mang theo ý cười mà nói, thầy Lục thật có sức hút, mới tiết đầu đã thu được nhiều fan như vậy. Thật ra lúc mới bắt đầu Thẩm Tĩnh Nghỉ cũng lo lắng tiết học của Lục Vân sẽ rất nhấp nhô giống như hiệu trưởng Lý Vệ Bình, trên thực tế cũng thật sự nhấp nhô, chẳng qua đã bị Lục Vân nhẹ nhàng hóa giải. Hơn nữa dù sao cũng là tiết tự chọn trung y, trường học không có khả năng luôn ép sinh viên lại đây nghe giảng bài, nói cách khác, Lục Vân chỉ có một cơ hội, nếu tiết đâu mà. Hắn không thể hấp dẫn những sinh viên đó thì chắc tiết tiếp theo sẽ không có bao nhiêu người lại đây. Sự thật chứng minh là bọn họ suy nghĩ nhiều, tiết học tự chọn của Lục Vân tiến hành rất thuận lợi, thậm chí vừa rồi khi những nữ sinh kia tìm Lục Vân chụp ảnh chung, trong lòng Thẩm Tĩnh Nghi còn hơi ghen tuông. Hai người sóng vai đi trên con đường sân trường, dưới ánh đèn, Thẩm Tĩnh Nghi dẫm lên bóng dáng yểu điệu thon dài của mình, cẩn thận hỏi thầy Lục, buổi tối hôm nay sẽ không trở về Giang Thành đúng không? Hình như cô đã mê cách xưng hô thầy Lục này, nó còn thân thiết hơn trực tiếp gọi tên Lục Vân. Khi hỏi ra vấn đề này, trong lòng cô như nai con chạy loạn. Tình huống này giống như một đôi tình nhân đi hẹn hò, nữ sinh lại hỏi nam sinh hôm nay có đem theo căn cước công dân không, mục đích thật sự quá rõ ràng. Lục Vân ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, nhìn lại cô gái bên cạnh rồi cố ý trêu ghẹo, thật ra tôi có thể không quay về, phải xem thái độ của Tĩnh Nghi là muốn tôi ở lại hay muốn tôi đi. Đương nhiên em, muốn anh ở lại, giọng của Thẩm Tĩnh Nghi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nghe như tiếng muỗi kêu, ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích của Lục Vân làm cô mặt đỏ tim đập nhanh. Lục Vân nảy ra một ý, nói Tĩnh Nghi, tới đây, sải bước rộng ra một chút. Hả, Thẩm Tĩnh Nghi đột nhiên sửng sốt, không rõ tại sao Lục Vân lại nói ra lời kỳ quái như vậy trong lúc tình cảm thế này. Nhưng cô vẫn sải dài bước chân ra theo ý của Lục Vân. Lục Vân kinh ngạc cảm thán. Chân thật đẹp. Chân dài thật đó. Khuôn mặt Thẩm Tĩnh Nghỉ ửng hồng, hận không thể chôn đầu vào ngực mình. Quá không đứng đản, nhưng cũng quá kích động. Chẳng lẽ buổi tối hôm nay mình sẽ hoàn thành lột xác từ con gái sang phụ nữ sao? Lục Vân đậu chiếc xe đạp của mình ở cổng trường, sau đó cõng Thẩm Tĩnh Nghỉ lên xe rời khỏi khuôn viên trường Đại học Giang Nam. Thẩm Tĩnh Nghi đang mơ tưởng đến tất cả những gì có thể xảy ra tối nay, càng nghĩ càng đỏ mặt, trong lòng càng kích động, càng nghĩ càng nghĩ. Chà, hai cái chân dài càng kẹp chặt hơn. Nhưng hai người vừa rời khỏi trường không bao lâu, liền bị chặn lại. Lại bị chặn cửa. Lại bị chặn cửa. Tâm trạng đang tốt của Thẩm Tĩnh Nghi bị phá hoại, cô A nhảy xuống xe đạp lao đến trước mặt nhóm người đối diện. Chỉ vào mũi họ mà chửi, các người ngày nào cũng ăn no rồi không có việc gì làm sao? Luôn vô ý tứ như vậy hả? Luôn như vậy.
mấy nam thanh niên đi mô tô ngược chiều lập tức bối rối. Trước đây họ từng chặn đường hai người này rồi sao? Không đúng, đây không phải là chuyện mà bọn họ nên quan tâm, rõ ràng bọn họ tới đây để dạy cho Lục Vân một bài học mà, tại sao lại bị một cô gái hung hăng chỉ vào mũi mắng mỏ chứ? Vai trò nhân vật bị đảo ngược à? A hèm, vị mỹ nhân này, chúng tôi đến từ Hắc Hổ. Đường, chúng tôi tới đây để xử lý công việc. Mục tiêu là thằng nhãi sau lưng cô, xin mời tránh đường một chút. Thanh niên cầm đầu sửng sốt một chút, sau khi hồi phục thần trí, đều muốn một lần nữa tìm lại khí thế cho mình, nhưng cảm giác lại quái lạ chỗ nào, thật sự là đã bị tiếng quát vừa rồi của Thẩm Tĩnh Nghỉ làm rối loạn một trận. Bổn cô nương mặc kệ các người là đường cái gì, làm chậm trễ không gian riêng của tôi và Lục lão sư là không được, các người nhanh biến đi cho tôi nhời. Sau khi nghe thanh niên kia báo tên, Thẩm Tĩnh Nghỉ không có một chút ý nhượng bộ nào, ngược lại càng bày ra biểu cảm tức giận, khiến cho mấy người kia càng thêm lép vẽ. Tình hình gì vậy? Bọn họ là thành viên của Hắc Hổ Đường, không phải lần trước chặn đường người khác, đối phương vừa nhìn thấy bọn họ liền sợ tè ra quần sao? Nào có như chuyện hôm nay, bị đối phương mắng một trận. Thanh niên dừng lại một chút, nói, mỹ nữ, cô không biết Hắc Hổ Đường có là gì sao? Ở trên chúng ta, Hắc Long Hội. Im đi, mấy con ruồi phiền phức, Thẩm Tử Hiên. Thẩm Tĩnh Nghỉ chưa bao giờ hung dữ như hôm nay, trực tiếp đối đầu với đám người Hắc Hổ Đường, nhưng đột nhiên cô ta phát hiện Thẩm Tử Hiên đang đứng ở trong nhóm người này. Chậc, Thẩm Tử Hiên, cái tốt không học mà đi học cái xấu, em còn dám học theo người khác gia nhập Hắc Hổ Đường, em trốn cái gì mà trốn. Chị đã nhìn thấy em rồi. Thẩm Tĩnh Nghỉ bước đôi chân dài đi thẳng qua mấy người thanh niên ở phía trước, tóm lấy một bóng người đang lảng tránh cô ta, tức giận nói, vừa nói chị còn nghĩ sao dạo này em không về nhà, thì ra là em đã chạy đến tổ chức chết tiệt này, xem chị dạy cho em một bài học như thế nào. Chị, em xin lỗi, em sai rồi, chị, sau này em không dám tái phạm nữa, xin chị đừng nói với cha, nếu không ông ấy sẽ đánh gãy chân em mất. Thẩm Tử Hiên cầu xin tha thứ, nói. Hừ, em cũng biết cha sẽ đánh gãy chân em sao, bây giờ cút về nhà cho chị. Dạ, dạ. Thẩm Tử Hiên đến rằm cũng không dám để lại một cái, lần sau có mời cùng lão đại anh ta đi đánh nhau cũng không dám, vội vàng vặn ga chạy mô tô rời đi rời khỏi hiện trường. Quá xui xẻo rồi. Vừa ra ngoài định tìm người được chỉ định phải dẫn mặt đã gặp ngay chị gái của mình, nên cho đến bây giờ anh ta vẫn chưa biết người mà ông chủ anh ta muốn dạy dỗ là Lục Vân. Cảnh tượng đột ngột này khiến những thanh xuân kia vốn đang bối rối càng thêm sửng sốt, đầu óc như nhũ ra. Cái kia, cô chính là đại tiểu thư Thẩm gia, Thẩm Tĩnh Nghỉ. Thanh niên cầm đầu sửng sốt hồi lâu mới hỏi một câu như vậy, thái độ đối với Thẩm Tĩnh Nghỉ cũng có vài phần cung kính. Cậu ta không sợ Thẩm gia, mà cậu ta sợ Mã Trạch. Đây là phụ nữ của Mã thiếu gia, sao cậu ta dám đắc tội với cô ta được? Thẩm Tĩnh Nghỉ lườm thanh niên một cái. Nói, đã biết bổn cô nương là ai, sao cậu còn không mau đem đám ruồi nhặng này biến hết đi? Thẩm tiểu thư, đừng nóng giận, chúng tôi sẽ biến liền. Mấy thanh niên nhìn Lục Vân ở cách đó không xa một cái xong vội vàng lên xe mô tô rời đi. Thật sự là một đám người không biết tốt xấu. Thẩm Tĩnh Nghỉ tức giận quay về phía Lục Vân cười quái dị nói đùa với cô ta, vừa rồi cô thật hung dữ. Gạch dưới. Thẩm Tĩnh Nghỉ đỏ mặt. Nhỏ giọng nói, không thể nào, người ta rõ ràng là người mỏng manh, yếu đuối dễ bị ăn hiếp. Sau khi mấy thanh niên đi chạy mô tô rời đi, họ tức báo tin lại cho Mã Trạch, về phần nội dung tin tức, giống như Dương Quân báo cáo lần trước. Ngay cả giọng điệu và thái độ cũng không thay đổi, nó chỉ đơn giản là diễn lại cốt truyện cũ. Lần này Mã Trạch học được một chút thông minh, thận trọng hỏi, người đàn ông đó tên là Lục Vân phải không? Đúng đúng đúng. Tên hẳn là Lục Vân, Mã thiếu gia, làm sao ngài biết? Mẹ kiếp tụi bây còn dám đi gây sự với hẳn, có tin lão tử giết lũ khốn tụi bây không? Trước khi máy thanh niên chạy xe mô tô kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, Mã Trạch đã đá gục từng người một, tàn nhãn cho họ một bài học, chỉ chốc lát mặt mũi mấy người bọn họ đã bầm dập, còn bị ném đi ra ngoài. Nhưng họ vẫn chưa hình dung được chuyện gì đã xảy ra. Mã Trạch cũng rất tức giận. Lập tức gọi tất cả các lão đại của Hắc Long Hội đến, đồng thời vạch một đường cảnh cáo cho bọn họ, sau này hễ gặp phải người tên Lục Vân thì nên trốn càng xa càng tốt.
thuộc hạ của các người còn dám khiêu khích đến người đó nữa, lão tử sẽ ném các người xuống sông cho cá ăn. Những lão đại ngồi nghe bỗng im bặt. Còn mấy thanh niên chạy mô tô bị Mã Trạch đánh đã nhanh chóng gọi tên đầu nhím ra, treo cậu ta lên đánh hơn 10 phút để xả giận, nếu cậu ta không phải huynh đệ trong Hắc Hổ Đường, có giết chết cậu ta cũng không đủ để xả giận. Tại căn hộ Liễu Giang, ở tầng trệt, Thẩm Tử Hiên đang đứng ở đó, bên cạnh là chiếc mô tô Ghostfire của anh, chỉ thấy anh ta thỉnh thoảng lại nhìn ngó về phía ngoài tiểu khu, bộ dạng thấp thỏm vô cùng. Lúc Thẩm Tĩnh Nghi trở về, nhìn thấy anh, lập tức tức giận nói, không phải chị bảo em về nhà sao, em còn đứng đây làm gì? Chị, chuyện vừa rồi không phải như chị nhìn thấy, chị tuyệt đối không được nói cho ba biết đâu. Thì ra là do Thẩm Tử Hiên cảm thấy lo lắng nên đặc biệt đứng dưới lầu nhà trọ chờ Thẩm Tĩnh Nghi trở về, cầu xin cô đừng mật báo. Thẩm Tĩnh Nghi hừ một tiếng nói, hừ, tại biết sợ rồi sao? Về sau còn dám qua lại với mấy tên nhóc không? Biết tiến bộ kia nữa không? Không dám không dám, chị, chỉ cần chị giữ bí mật cho em cam đoan sau này cũng sẽ qua lại với những người đó nữa. Thật không? Thật. Thẩm Tử Hiên gật đầu thật mạnh cam đoan. Lục Vân hào hứng nói vào, Thẩm thiếu gia, anh thật đúng là đặc biệt, yên ổn làm cậu ấm không chịu, lại chạy đi làm tay sai cho người khác, như vậy quả thực đã làm mới ấn tượng vốn có của tôi dành cho mấy thiếu gia nhà giàu các anh. Thẩm Tử Hiên giải thích, Lục thần y, không phải như vậy, tôi qua lại với bọn họ chỉ vì có cùng sở thích chơi xe Ghostfire mà thôi, tôi cũng không thật sự muốn ra đời lăn lộn đâu. Nếu Thẩm Tử Hiên thật sự muốn ra ngoài lăn lộn, thì theo như mọi người Hắc Hổ Đường hiểu lầm quan hệ giữa Mã Trạch và Thẩm Tĩnh Nghỉ là kiểu mờ ám kia. Làm sao Thẩm Tử Hiên có thể chỉ làm tay chân như vậy, nói không chừng ngay cả vị trí phó đường chủ cũng phải giữ lại cho anh ta. Thẩm Tử Hiên chỉ đơn thuần thích chạy mô tô khắp phố phường với đám người kia mà thôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu Thẩm Tử Hiên thật sự có thể làm quen với lão đại cấp cao của Hắc Long Hội thì thật ra Thẩm Kim Hoa cũng không phản đối, dù sao ông cũng là người làm ăn. Nếu có thể mở rộng thêm vài con đường trong giới hắc bạch cũng là chuyện tốt. Nhưng Thẩm Tử Hiên không hề có ý nghĩ này, anh chỉ lăn lộn với mấy lâu la phía dưới, cưỡi Ghostfire gây náo động trên phố, điều này rất khiến Thẩm Kim Hoa tức giận. Điển hình là làm mấy chuyện không đàng hoàng. Lúc này, Lục Vân vỗ võ lên chiếc mô tô Ghostfire đang đậu bên cạnh, nghi hoặc nói, thứ này cưỡi lên thật sự sẽ nghiện như vậy sao, so với xe đạp của tôi thì như thế nào? Lục thần y, anh đang vũ nhục xe của tôi sao? Thẩm Tử Hiên tức giận nói. Ồ, vậy không bằng chúng ta so một chút đi. Lục Vân đột nhiên trêu chọc Thẩm Tử Hiên một cái, nói. So. Thẩm Tử Hiên sửng sốt một chút, so với cái gì? Đương nhiên là dùng chiếc xe thân yêu của anh, so với đại bảo bối của tôi. Lục Vân tự tin vỗ vỗ đệm xe đạp của mình, cười nói. Lấy xe đạp so với mô tô. Thẩm Tử Hiên nhất thời cảm giác mình bị vũ nhục hơn nữa, tuy rằng biết Lục Vân không phải người bình thường, nhưng hắn có lợi hại đến đâu nữa, cũng chỉ là hắn lợi hại mà thôi, không phải xe đạp của hắn lợi hại. Thẩm Tử Hiên nghiêm túc xác nhận một lần nữa, Lục. Thần y, anh thật sự không phải đang nói đùa sao? Anh thấy tôi giống đang đùa không? Không phải tôi có ý gì nhưng chiếc xe Ghostfire kia hoàn toàn chính là cặn bã. Lục Vân khiêu khích nói. Lục thần y. Tuy rằng tôi rất tôn trọng anh, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép anh vũ nhục xe của tôi. Khuôn mặt Thẩm Tử Hiên tức giận đỏ lên. Vậy thì đến so đi. So thì son. Như vậy đi, thêm chút tiền đặt cược. Nếu anh thua thì về sau không được qua lại với đám người vô công dỗi nghề kia nữa. Còn nữa, phải bắt đầu học cách giúp cha anh xử lý mấy chuyện làm ăn trong gia tộc. Thế nào? Cái này. Thẩm Tử Hiên hơi do dự, nhưng sau đó vẫn gật đầu nói, có thể. Nhưng nếu Lục thần y thua, ngày mai phải đến nhà tôi cầu hôn. Cầu hôn, cầu hôn ai? Câu này không phải Lục Vân hỏi, mà là Thẩm Tĩnh Nghi hỏi, cô vừa định bảo bọn họ đừng chơi mấy trò ngây thơ này thì đột nhiên nghe thấy hai chữ cầu hôn. Trong lòng lộp bộp một chút, Thẩm Tử Hiên nghiêng đầu nói chị bị váng đầu rồi hả? Trong nhà chúng ta chỉ có một mình chị là con gái, không cầu hôn chị, chẳng lẽ là cầu hôn cho em? Đương nhiên. Nếu Lục thần y có sở thích đó thì cầu hôn em cũng không phải là không thể. Nói xong còn nháy mắt một cái làm xém nữa Lục Vân nhịn không được mà tát một cái vào mặt anh ta. Cút, lão tử không phải gay. Khà khà.
Thẩm Tĩnh Nghỉ thì làm bộ mặt lạnh nói, chuyện của chị thì trong lòng chị tự biết, không cần em lo. Thích rõ ràng là hận không thể lập tức đốn gục Lục Thần Y mà còn ở đây giả vờ rụt rè nữa, nếu không phải nể tình chị là chị gái của em thì em cũng lười giúp đó. Thẩm Tử Hiên, còn cãi nữa hả, có tin bây giờ chị gọi điện thoại cho cha biết chuyện em đi lăn lộn với mấy tên côn đồ kia không? Nghe như vậy, Thẩm Tử Hiên lập tức biến sắc, cầu xin tha thứ nói chị, em sai rồi, em không cược với Lục Thần Y nữa. Ai nói không cho em cược, đi đi. Thẩm Tĩnh Nghi dậm chân nói. Ách, Thẩm Tử Hiên khó hiểu sờ sờ đầu, thật không biết chị mình nghĩ gì, vừa rồi rõ ràng nói không cần mình xen vào việc của chị, vậy thì được rồi, em không xen vào nữa, cuối cũng chỉ càng tức giận hơn. Đúng là suy nghĩ của phụ nữ thật khó đoán được. Lục Vân cũng dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Thẩm Tĩnh Nghi một cái, sau đó quay đầu nói với Thẩm Tử Hiên, có thể, nếu như anh thẳng, ngày mai tôi sẽ đến thẩm gia các người cầu hôn. Hơn nữa còn đem theo xính lễ. Được, do anh tự nói đấy. Thẩm Tử Hiên bước chân lên chiếc mô tô Golf 5 của mình, nhanh chóng đội mũ bảo hiểm lên, bộ dạng nóng lòng muốn so ngay. Hai người rất nhanh đã định ra quy tắc. Thẩm Tử Hiên tràn đầy tin tưởng nói, Lục Thần Y, anh đừng nói tôi khi dễ anh, chứ nhìn anh chạy chiếc xe đạp đáng thương này, tôi sẽ nhường anh đi trước nửa phút. Nhường gì mà nhường, còn không mau khởi động mô tô của em đi. Nếu em dám thua trận này, chị đây tuyệt đối sẽ xử đẹp y mồ. Chị, không phải chị không nói chị không sốt ruột sao? Thẩm Tử Hiên, có phải em muốn chết rồi không? Brum brum. Trước khi Thẩm Tĩnh Nghỉ ra tay, Thẩm Tử Hiên đã vội vàng vặn ga con Golf 5 xông ra ngoài. Đối với Thẩm Tĩnh Nghỉ, cảm giác chờ đợi này thật sự dày vò. Cô ta không chỉ hy vọng Thẩm Tử Hiên có thể kiềm chế bớt tính ham chơi. Ở nhà ngoan ngoãn giúp ba quản lý công việc kinh doanh của gia đình mà còn hy vọng ngày mai Lục Vân sẽ tới thẩm gia cầu hôn. Vì vậy, sau một hồi đấu tranh mâu thuẫn trong lòng, cuối cùng bên thứ hai đã thắng. Thẩm Tử Hiên, nếu như em thua thì đừng trách chị cắt đứt quan hệ chị em với em. Mặc dù cô ta biết cuộc đua đã trôi qua hơn 10 phút và Thẩm Tử Hiên không thể nghe thấy nhưng cô ta vẫn hét về phía hai người vừa phi xe đi. Tuy nhiên ngay khi Thẩm Tĩnh Nghỉ vừa hét lên xong, phía trước đột nhiên truyền tới một chàng cười sảng khoái, này, mỹ nữ Tĩnh Nghi, cô vừa nói gì, cô muốn cắt đứt quan hệ chị em với Thẩm Tử Hiên sao? Thẩm Tĩnh Nghỉ nhìn kỹ lại thì cảm thấy vô cùng chán nản. Người về đích trước là Lục Vân. Thẩm Tử Hiên đã thua. Nhưng mà sao tốc độ của Lục Vân nhanh vậy? Mặc dù Thẩm Tĩnh Nghỉ đã từng đi xe đạp của Lục Vân nhưng Lục Vân cũng không cho cô ta thấy tốc độ của chiếc xe đạp vào lúc đó. Vì thế... cô ta cũng chỉ biết rằng Lục Vân đi với tốc độ rất ổn định mà không hề biết rằng hắn đi cực nhanh. Đợi đã. Chẳng lẽ nửa đường hắn bị Thẩm Tử Hiên bỏ xa, biết là không thẳng được nên mới tự nguyện quay về. Đúng vậy. Nhất định là như vậy. Bởi vì một người bình thường làm sao có thể dùng xe đạp để hoàn thành một quãng đường dài như vậy chứ. Huống chi đây cũng chỉ là một chiếc xe đạp bình thường, e rằng ngay cả tay đua chuyên nghiệp cũng không thể làm được điều đó. Mặc dù Thẩm Tĩnh Nghỉ biết Lục Vân là tu luyện giả nhưng lại không hề biết rằng chiếc xe đạp đó là một pháp khí. Nếu như biết được thì cô ta sẽ không ngạc nhiên như vậy. Lục Vân, tôi hiểu tâm ý của anh. Thẩm Tĩnh Nghỉ đột nhiên bước tới, kiềng chân và hôn lên môi Lục Vân. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng với vẻ quyến rũ khó cưỡng. Cô ta nghĩ rằng Lục Vân biết bản thân sẽ thua nhưng lại vẫn đồng ý so tài với Thẩm Tử Hiên. Có lẽ ý định ban đầu của hẳn vẫn là ngày mai tới thẩm gia cầu hôn nhưng ngại nói ra nên mới làm vậy. Nếu như Lục Vân biết được ý nghĩ của cô ta thì chắc chắn hắn sẽ nói mỹ nữ, nội tâm của cô thật phong phú. Chưa nói tới chuyện đó nhưng đôi môi xinh đẹp thực sự có mùi thơm đặc biệt. Lục Vân suy nghĩ một cách cẩn thận về chuyện này. Thấy Lục Vân liếm môi, Thẩm Tĩnh Nghi sốc lại tinh thần, định đi theo Lục Vân đang lên tầng. Vì thế, cô ta lấy điện thoại gọi cho Thẩm Tử Hiên. Ý bảo anh ta đừng quay lại vội. Thế nhưng không ngờ cô ta vừa gọi điện thoại, đầu bên kia đã truyền đến giọng nói chua chát chị, Lục Thần Y căn bản không phải là người. Anh ta không đi xe đạp, rõ ràng là anh ta đang phóng tên lửa. Sao cơ? Thẩm Tĩnh Nghi sửng sốt, ý em là, Lục Vân thắng hả? Thẩm Tử Hiên cười khổ nói, em thậm chí còn chẳng nhìn thấy đuôi xe của anh ta đâu. Thật là xấu hổ. Cuối cùng, Thẩm Tĩnh Nghi cũng nhận ra hóa ra từ nãy tới giờ một mình cô ta tự biên tự diễn.
thậm chí còn kiếng chân hôn Lục Vân, may mà hắn không vạch trần cô ta. Có điều Thẩm Tĩnh Nghỉ cũng biết tính cách của Lục Vân. Hắn thích trêu chọc mọi người, có lẽ hắn chỉ muốn đợi Thẩm Tử Hiên trở về rồi tự giễu cô ta. Giờ phút này, tâm trạng của Thẩm Tĩnh Nghi vô cùng phức tạp. Đột nhiên, một âm thanh truyền tới từ điện thoại. Thẩm Tĩnh Nghi không thể không hỏi, Thẩm Tử Hiên, em làm sao vậy? Tại sao bên đó ồn ào thế? Chị, em thật xui xẻo. Vừa rồi em đụng phải một cảnh sát giao thông trên đường. Họ chặn em lại và nói rằng em chạy quá tốc độ, ảnh hưởng tới mọi người. Thôi tạm thời không nói chuyện nữa, em đi nộp phạt trước đã. Thẩm Tĩnh Nghỉ còn có thể nói gì được nữa. Vì thế, cô ta ngắt máy và Thẩm Tiến Hận cho Thẩm Tử Hiên. Thẩm Tử Hiên bị cảnh sát giao thông bắt giữ rồi Thẩm Tĩnh Nghỉ nói. Tôi biết, vốn dĩ cảnh sát giao thông kia muốn bắt tôi. Một lúc sau, Thẩm Tử Hiên lại gọi điện thoại, khóc không ra nước mắt nói chị, em lại bị cảnh sát giao thông lôi đi rồi, họ nói em không tuân thủ luật giao thông. Cũng tốt, dù sao em cũng đã thua trò chơi nên hãy ngoan ngoãn ở nhà giúp ba xử lý công việc đi. Đừng có làm mấy chuyện linh tinh nữa. Ai ra, thanh xuân của em không còn nữa rồi. Đúng rồi, em có thể đi xe đạp với Lục Thần Y. Chị bảo Lục Thần Y đạp xe đến đón em đi. Tối nay, em muốn nói chuyện với Lục Thần Y về xe đạp, tốc độ của chiếc xe rất tuyệt. Cút cút cút, em tự bắt xe về Thẩm ra đi. Nếu như em còn dám tới chung cư Liễu Giang nữa thì đừng trách chị Mách Ba đánh gãy chân em. Chị thấy sắc quên em trai. Tối nay đừng để chị nhìn thấy em. Thẩm Tử Hiên còn chưa kịp nói xong thì Thẩm Tĩnh Nghi đã ngắt điện thoại. Cô ta quay đầu cười nói với Lục Vân, Lục Vân, anh hãy khóa chiếc xe đạp bảo bối lại đi rồi chúng ta cùng nhau lên lầu. Cả hai đi thang máy lên tầng 5. Thẩm Tĩnh Nghi mở cửa nhà nói, anh có muốn vào uống chén trà không? Cô ta mong chờ. Lục Vân hơi híp mắt lại nói, tôi thấy mình nên sang nhà bên cạnh Tâm trước đãi. Ồ, Thẩm Tĩnh Nghỉ thực sự muốn nói rằng chúng ta có thể tắm cùng nhau nhưng Lục Vân đã đi tới nhà bên cạnh, mở cửa và đi vào. Cho nên cô ta chỉ có thể trả lời như vậy. Điều mà cô ta không biết chính là thực ra còn có một lý do khác khiến Lục Vân vội vàng sang nhà bên cạnh. Hắn bật đèn, phòng khách sáng trưng. Đây là lần đầu tiên Lục Vân tới chung cư Liễu Giang. Có điều, Thẩm Kim Hoa nói rằng đồ dùng hàng ngày đã được chuẩn bị sẵn, ngay cả quần áo trong tủ cũng là đồ mới được đặt theo kích cỡ của Lục Vân. Có thể thấy Thẩm Kim Hoa rất có tâm. Hắn tới ban công. Ha! Đột nhiên có một tiếng kêu khe khẽ vang lên, sau đó một đôi chân lướt qua ngay trước mặt Lục Vân. Đôi chân này rất chẳng, mềm mại, rõ ràng là chân của phụ nữ. Như thể có sự chuẩn bị trước, Lục Vân dùng một tay nắm lấy mắt cá chân nhấc cao qua đầu. Cơ thể mỏng manh của cô bị ép vào tường. Chị Yên Nhi, chị lại nghịch ngợm rồi. Người lặng lẽ trốn ở ban công và chuẩn bị đánh lén chính là chị ba của Lục Vân, Liễu Yên Nhi. Với khả năng của Liễu Yên Nhi, cô rất dễ tìm ra nơi ở tạm thời của Lục Vân. Có vẻ như leo từ dưới lên ban công tầng 5 khá dễ dàng. Thực ra, vừa nãy khi Lục Vân đang trò chuyện với Thẩm Tĩnh Nghi, hẳn đã cảm nhận được sự hiện diện của Liễu Yên Nhi. Thứ nhất là do Liễu Yên Nhi đang đeo lá bùa bình an mà Lục Vân đưa cho. Vì thế, khi ở khoảng cách xa, cô cần phải gọi tên của Lục Vân để lá bùa phát huy hiệu quả. Còn khi ở khoảng cách gần, Lục Vân có thể cảm nhận được sự tồn tại thông qua pháp trận ý niệm. Thứ hai là do chân khí trong cơ thể Liễu Yên Nhi cùng một nguồn với Lục Vân. Hay nói cách khác, đó là hạt giống mà Lục Vân gieo xuống nên hắn đương nhiên có thể dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của cô. Đó là lý do tại sao Lục Vân nói với Thẩm Tĩnh Nghỉ rằng hẳn phải đi tắm ở nhà bên cạnh. Và hẳn cũng biết rằng Liễu Yên Nhi không phải là người thích ở yên một chỗ. Chẳng thế mà ngay khi vừa mới gặp nhau, cô đã ra tay đánh lén rồi. May mà Lục Vân đã sớm phát hiện, hắn dùng một tay nắm lấy mắt cá chân của Liễu Yên Nhi nhấc lên. Sau đó tay còn lại vòng qua eo cô, dùng sức khống chế cô. Liễu Yên Nhi khẽ chớp đôi mắt đẹp, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một đường cong mê người. Cô không hề hoảng sợ, trái lại còn chủ động ghé sát khuôn mặt hồ ly của mình vào lỗ tai Lục Vân, nhẹ giọng nói tiểu Lục Vân, thằng nhóc thối này, còn không mau buông chị ra. Vì một số lý do mà kể từ khi sau khi trở thành tu luyện giả, khí chất quyến rũ trên người Liễu Yên Nhi ngày càng rõ rệt hơn.
Nếu như là trước đây chỉ dùng từ quyến rũ để miêu tả thì bây giờ có thể tóm gọn lại hai từ yêu ma. Chắc chắn kiếp trước chị Yên Nhi là một con hồ ly quyến rũ. Trong lòng Lục Vân thầm nghĩ nhưng hẳn vẫn không buông Liễu Yên Nhi ra. Hắn gắt gao ép chặt cô vào tường, nói, không được, em không thể thả chị đi được. Với tính cách của chị nhất định sẽ động thủ ở chỗ khác. Ha ha, tiểu Lục Vân, em đúng là càng ngày càng hiểu chị gái của em đấy. Nhưng nếu em không buông ra thì chị sẽ cần lỗ tai của em đấy. Liễu Yên Nhi làm như thể định cần vào lỗ tai của Lục Vân nhưng đôi môi đỏ mọng còn chưa kịp chạm đến thì Lục Vân đã đẩy cô đi vì hơi thở thơm tho khiến hắn ngứa ngáy. Quả nhiên, giây kế tiếp, Liễu Yên Nhi đã tung ra một cú đấm. Lục Vân lập tức rút lui và né tránh. Đừng chạy, để chị đánh em đã, Liễu Yên Nhi vung nắm đấm nói. Lục Vân không nói nên lời, em không phải là người thích tự ngược nên em sẽ không để chị thành công đâu. Nếu như chị có bản lĩnh thì đuổi kịp em đi. Hừ, em còn dám khiêu khích. Hai người đều không dùng chân khí mà hoàn toàn là dùng nắm đấm đánh nhau. Hai bên đánh từ ban công đến phòng khách, từ phòng khách đến phòng bếp, từ phòng bếp đến phòng tắm, cuối cùng lại từ phòng tắm trở về phòng khách. Cuối cùng, Liễu Yên Nhi đẩy Lục Vân xuống ghế sofa, nghiến răng nói, hừ, cuối cùng cũng bắt được rồi, để xem lần này em trốn đi đâu. Lục Vân bất lực nói, chị Yên Nhi, chị không thấy là em cố ý để chị chiếm ưu thế ư. Vậy thì đã sao, dù sao hiện giờ em cũng bị chị bắt được rồi. Gặp phải chị gái thích nghịch ngợm như vậy, tiểu Lục Vân còn có thể làm gì nữa? Hẳn chỉ đành để mặc cho cô tung hoành, còn mình thì nằm trên sofa, không chống cự. Ngay sau đó, Liễu Yên Nhi nhàm chán nói, thật nhàm chán, nếu như em chẳng phản kháng thì chẳng thú vị gì cả. Liễu Yên Nhi khôi phục lại vẻ nghiêm túc, dựa lưng vào ghế sofa với tư thế bá đạo. Lúc này, Lục Vân mới ngồi dậy khỏi ghế sofa, nói chị Yên Nhi, chị tới đây làm gì? Không phải em đã nói với chị rằng một tuần em có hai tiết ở Đại học Giang Nam, buổi tối có thể không về được rồi hay sao? Em ghét bỏ chị hả? Liễu Yên Nhi liếc nhìn Lục Vân với vẻ oán giận. Lục Vân sợ hãi cho rằng cô định giở trò gì đó nhưng may mà Liễu Yên Nhi không làm gì nữa mà chỉ nói, đương nhiên là chị tới đây xem em theo lệnh của chị cả rồi. Để xem cải thảo nào dám dụ lợn nhà chúng ta. Sắc mặt của Lục Vân trầm xuống, nói, sao chị có thể nói như vậy về em trai chứ? Nhưng mà chị Yên Nhi, chị đừng có lôi chị cả vào làm lá chắn cho mọi chuyện, em cảm thấy chị tự mình lẻn tới đây đúng không? Lại còn theo lệnh chị cả tới đây, chị mới là người mà chị cả lo lắng nhất mới đúng. Ha ha, bị em nhìn thấu rồi. Được rồi, chị thừa nhận là chị lén lút tới đây. Em có thể giúp chị tu luyện được không? Đột nhiên Liễu Yên Nhi ôm lấy cánh tay của Lục Vân, chớp mắt làm nũng. Chị làm nũng với em cũng vô dụng thôi, mau bỏ ra khỏi đây đi. Lục Vân hung hăng đẩy Liễu Yên Nhi ra. Lại còn muốn hỗ trợ tu luyện. Hai lần hỗ trợ trước đã để lại di chứng vô cùng nghiêm trọng, nếu như đến khắc cuối cùng mà hắn không giữ vững được lý trí thì đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Tục ngữ có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma. Mặc dù Lục Vân có thể giữ vững lý trí lần một, lần hai nhưng nếu như đến lần bốn, lần năm mà hắn không giữ được thì sao? Chị nghĩ gì trong lòng, chẳng lẽ em không biết sao? Tiểu Lục Vân, sao em nhãn tâm thế? Không phải chỉ là bò thôi sao? Để chị bò cho em xem. Liễu Yên Nhi lẩm bẩm điều gì đó, sau đó cô cởi giày và thực sự bò trên ghế sofa để lộ đường cong cơ thể hoàn mỹ. Ghế sofa này tốt thật, chiều dài gần 4-5 mét, chất liệu rất mềm, chắc là da nhập khẩu từ nước ngoài. Đối diện ghế sofa là tivi màn hình lớn, nằm trên ghế xem tivi rất dễ chịu. Nếu như buổi tối mệt mỏi thì có thể ngủ trực tiếp trên đó, không hề thua kém Simon. Chà! Lục Vân phải thừa nhận rằng đường cong cơ thể của chị Yên Nhi thật sự rất đẹp. Nhưng nếu như dáng vẻ này mà bị biên tập viên của trang, web nhìn thấy, không sợ biên tập viên cho lĩnh cơm hộp ngay chương sau sao? Cân nhắc đến tương lai của chị Yên Nhi, Lục Vân nghiêm túc nói, chị Yên Nhi, em nghĩ chị nên bình tĩnh lại. Em nói chị bò nhưng ý của em không phải là muốn chị bò thật. Chị biết mà, chị chỉ muốn thử xem chiếc ghế sofa này. Mềm mại tới mức nào thôi. Cốc cốc cốc, Liễu Yên Nhi đang loay hoay trên ghế sofa, quần của Lục Vân thì bị ướt. Đừng hiểu lầm, hẳn vừa rót cốc nước và vô tình làm đổ ra quần. Tất cả là do Liễu Yên Nhi,
Cô đột nhiên yêu cầu Lục Vân chiêm ngưỡng đôi bàn chân nhỏ được sơn màu huỳnh quang của mình nhưng hắn từ chối. Vì thế, Liễu Yên Nhi đã bỏ tới và làm đổ nước. Quậy lung tung hết cả lên, chợt có người gõ cửa. Liễu Yên Nhi khịt mũi nói, khỏi cần đoán, chị cũng biết đó nhất định là cải thảo của Thẩm gia. Đúng rồi, chị nhất định trốn đi, ha hai. Nói xong, cô rời khỏi ghế sofa. Rõ ràng sofa không cao nhưng cô lại dùng tư thế bỏ giống như cố ý khoe ra dáng người của mình. Cô quỳ một chân trên ghế sofa rồi dừng lại một chút. Lục Vân phớt lờ cô. Liễu Yên Nhi cong môi. Tìm được trò vui, cô nhặt giày rồi chạy ra ban công như một tên trộm. Thấy cô muốn trốn, Lục Vân nói không nên lời, chị Yên Nhi, chị là chị của em. Hai chúng ta ở cùng nhau không phải là chuyện bình thường sao? Chị càng trốn thì càng dễ gây hiểu lầm. Lục Vân đang định đi tới ban công kéo Liễu Yên Nhi trở lại thì có một giọng nói mềm mại từ bên ngoài truyền đến, cút đi, bà đây đã tàng hình rồi. Còn nữa, không được nói với ai là chị ở đây. Nếu không chị sẽ quay về nói với chị cả những gì em đã làm với chị. Rốt cuộc ai mới là người động tay động chân? Lục Vân đau đầu. Thế nhưng hắn còn có thể làm gì, hắn không thể để cho con gái nhà người ta đứng cửa mãi được. Chỉ đành chạy ra mở cửa. Chẳng có gì bất ngờ, người đứng ngoài cửa chính là Thẩm Tĩnh Nghi. Cô ta đã tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ mong manh, đôi chân dài mịn màng lộ dưới lớp váy. Trên, tay cô ta cầm một chai rượu vang đỏ. Lục Vân, sao anh mở cửa lâu thế? Thẩm Tĩnh Nghi nghi ngờ hỏi. Còn không phải đang tắm sao? Vừa nghe thấy tiếng cô gõ cửa là tôi lập tức mặc quần áo ra mở cửa ngay. Lục Vân giải thích. Nhưng trông anh không giống vừa tắm tí nào. Sao anh không thay đồ? Quần của anh bị ướt kìa. Lễ nào anh không đi tắm mà chỉ. Thẩm Tĩnh Nghi liếc nhìn chiếc quần của Lục Vân với vẻ kỳ lạ nhưng cô ta không nói tiếp nữa vì sợ Lục Vân hiểu lầm. Mình là người không nghiêm túc. Để ăn mừng tiết học đầu tiên kết thúc rực rỡ, chúng ta hãy uống một chút rượu vang đỏ đi. Thẩm Tĩnh Nghi vào trong, giải thích lý do mình đến. Thế nhưng còn chưa ngồi xuống ghế sofa, cô ta đã chun mũi ngửi ngửi, kỳ lạ, sao ở đây lại có mùi nước hoa phụ nữ? Mùi này đương nhiên là do Liễu Yên Nhi để lại. Mùi nước hoa trên người Liễu Yên Nhi không quá nồng nhưng vẫn có thể lưu lại lâu trong không khí. Khụ khụ. Lục Vân áy náy sờ mũi Nhi cũng cảm thấy kỳ lạ. Lần đầu tiên ngửi thấy mùi nước hoa này còn tưởng không biết có hồ ly tỉnh nào từng tới đây không. Liễu Yên Nhi, người đang trốn ngoài ban công nghe trộm được thì nghiến rằng em là hồ ly tinh, anh chị em đều là hồ ly tinh. Sao nghe câu này cứ kỳ kỳ sao ấy nhỉ? Để ngăn Thẩm Tĩnh Nghi tiếp tục điều tra nguồn gốc của mùi nước hoa, Lục Vân cầm lấy chai rượu vang đỏ và nói, Tĩnh Nghi, không phải cô nói rằng muốn ăn mừng tiết học đầu tiên của tôi hay sao? Chúng ta cùng nhau uống rượu thôi. Nói đến đây, Thẩm Tĩnh Nghi thực sự không điều tra thêm nữa. Bởi vì đây là lần đầu tiên Lục Vân tới căn nhà này nên cô ta cũng không bao giờ nghĩ rằng ở đây lại có giấu một người phụ nữ. Sau khi uống vài ly rượu vang đỏ, Thẩm Tĩnh Nghi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Hai má đỏ bừng, ánh mắt bắt đầu mơ màng, cũng không biết là say thật hay giả say. Cô ta lắc đầu nói, Lục Vân, anh có biết không? Tôi thật sự rất thích anh, không liên quan đến lợi ích gia đình. Lần trước ở nhà tôi uống say, ba tôi muốn chúng ta gạo nấu thành cơm. Cô ta bắt đầu tâm sự với Lục Vân nhưng cô ta lại không hề biết lần trước ở Thẩm gia, Lục Vân đã giả say để thử cô ta. Lục Vân im lặng một lúc. Cô ta vẫn đang đợi phản hồi của hắn. Thẩm Tĩnh Nghi đột nhiên nghiêng người nói, Lục Vân, mặc kệ anh đối xử với tôi như thế nào nhưng tôi cho rằng nếu như có thể trao lần đầu tiên của mình cho một người đàn ông xuất sắc như anh, tôi vô cùng mãn nguyện. Cô ta đến đây tối nay là vì muốn hy sinh bản thân mình cho nên cô ta đã lấy hết can đảm. Lần này khác với lần trước. Lần trước cô ta cho rằng Lục Vân say rượu, nếu như cô ta quan hệ với hắn trong hoàn cảnh như vậy thì không được thích hợp nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay Lục Vân tỉnh táo, nếu như hắn có thể tiếp nhận cô ta. Thẩm Tĩnh Nghi đã sẵn sàng. Tuy nhiên vào lúc này, Lục Vân lại do dự và đứng yên một chỗ một hồi. Cuối cùng ngay cả Liễu Yên Nhi cũng không chịu nổi nữa. Cô lao vào, tóm lấy Lục Vân và nói, Tiểu Lục Vân, em đúng là cha nam, không dám tán người ta hả? Lúc này, Lục Vân còn tưởng cô bị chị cả nhập vào, cầu xin tha thứ, chị Yên Nhi, mau buông em ra, đau quá. Hừ, đáng đời,
ai bảo em gái gú bên ngoài khắp nơi. Liễu, Yên Nhi cả giận nói. Vậy là chị đang trách em lăng nhăng hay là trách em không biết tán tỉnh? Thực ra, chính bản thân Liễu Yên Nhi cũng không rõ. Trong lòng cô cũng rối bời. Cô là ai? Khi Thẩm Tĩnh Nghỉ nhìn thấy một người phụ nữ đột nhiên lao vào từ ban công, thậm chí người đó vô cùng xinh đẹp khiến cho cô ta giật mình, cảm giác choáng choáng say cũng biến mất. Mùi nước hoa rất quen thuộc. Hóa ra là mùi của cô gái này để lại. Lục Vân chắc chắn biết đến sự tồn tại của người phụ nữ này nhưng hắn cố tình giấu đi. Giờ khắc này, Thẩm Tĩnh Nghi cảm thấy trong lòng đau nhói, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Ban đầu, Liễu Yên Nhi nhìn Thẩm Tĩnh Nghi với ánh mắt ăn miếng trả miếng nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Thẩm Tĩnh Nghi, trái tim cô chợt dịu lại, cô Thẩm, tôi là chị ba của Lục Vân. Có thể là cô chưa gặp tôi nhưng chắc là Lục Vân đã nhắc về tôi với cô rồi. Vốn dĩ Thẩm Tĩnh Nghi là người rất kiêu ngạo. Chí ít là ở Giang Nam này, không có thanh niên nào có thể khiến cô có thể rung động. Nhưng kể từ khi gặp Lục Vân, mọi thứ đã thay đổi. Một người dù kiêu ngạo tới đâu cũng sẽ trở nên cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí là khiêm tốn trước mặt người mình thích. Thẩm Tĩnh Nghỉ chính là người như thế. Vì thế, sau khi nhìn thấy người Lục Vân giấu trong nhà, phản ứng đầu tiên của cô ta không phải là tức giận hay oán hận, mà là chua chát và mất mát. Khó trách cô ta chủ động với Lục Vân nhưng hẳn lại thờ ơ. Hóa ra là do cô ta không đủ tốt, không xứng với hẳn. Có quá nhiều người đẹp vây quanh Lục Vân. Thẩm Tĩnh Nghi không thấy bản thân mình có bất cứ lợi thế nào. Khi Liễu Yên Nhi nhìn thấy cô ta ngơ ngác, sự thù địch trong lòng cô lập tức biến mất. Cô không thể không nhớ lại mấy lần ở với Lục Vân, mặc dù có rất nhiều cơ hội nhưng hắn lại như khúc gỗ. Lại còn giữ bình tĩnh y như Liễu Hạ Huệ. Liễu Yên Nhi đồng cảm nói, cô Thẩm, cô đừng buồn, tôi đã dạy cho thằng nhóc này một bài học rồi. Hơn nữa, tôi rất chắc chắn về nó. Sao cơ? Hai người đồng thời mở to mắt. Không đúng. Nghe có vẻ có gì đó sai sêu. Lục Vân ngạc nhiên nói, chị Yên Nhi, chị nghiêm túc đấy chứ? Hừm, đương nhiên rồi. Liễu Yên Nhi chớp mắt nói, dù sao thì cũng có 7 người rồi, chị thấy thêm một người nữa cũng không sao. Chị Yến Nhi, suy nghĩ của chị nhanh quá, em không theo kịp. Đừng nói nhảm nữa, đêm nay chị sẽ thúc đẩy hai đứa hoàn thành tốt mọi việc, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm. Cô Thẩm, mạnh dạn lên, cô muốn làm gì thì làm, tôi không tin thằng nhóc này dám chống cự. Đầu Thẩm Tĩnh Nghi ong ong. Cho dù Lục Vân thật sự không phản kháng nhưng cô ta không có dũng khí. Có một người đứng bên cạnh, cô ta làm sao dám xấu hổ. Khung cảnh đóng băng trong giây lát. Liễu Yên Nhi đã đi quá xa, cô chạm vào Lục Vân khiến hẳn sợ hãi như một con mèo con đáng thương run rẩy trên góc ghế sofa. Chị Yên Nhi, buổi tối này là thời điểm tốt, chúng ta cùng nhau tu luyện đi. Luyện cái gì mà luyện, em là cái đồ nhát gan. Có hai cô gái xinh đẹp như thế này đứng trước mặt mà em còn muốn luyện cái gì? Tiểu Lục Vân, chị nhìn ra rồi, nhất định là em có vấn đề. Thôi xong rồi. Ngay cả thủ đoạn này cũng vô dụng với Liễu Yên Nhi. Thấy cô như vậy, Lục Vân không còn cách nào đành nói thẳng, được rồi, chị Yên Nhi, em biết chị cố ý, em nói thẳng với chị là được chứ gì. Làm sao mà Lục Vân không hiểu được âm mưu của Liễu Yên Nhi? Vì thế hẳn đành phải nói ra bí mật của mình, trước khi vô danh thần công thành công, hắn không thể thiết nguyên dương ra được. Đó là lý do tại sao hắn có ý chí mạnh mẽ. Quả nhiên khi nghe được câu này, sắc mặt của Liễu Yên Nhi lại càng cổ quái, trong mắt lóe lên một tia âm mưu, nói, suy cho cùng, mị lực của bà đây như thế mà sao em lại không có cảm giác gì. Ha ha, nói như vậy, là do. Cô đột nhiên lộ ra một nụ cười ác ý, gương mặt như hồ ly dần dần tới gần Lục Vân, đầu lưỡi nhỏ lướt nhẹ trên môi hồng nhuận của cô. Em biết ngay sẽ như vậy mà sắc mặt của Lục Vân lập tức tối sầm lại. Vì sao hẳn không dám nói cho Liễu Yên Nhi biết bí mật này? Đó là bởi vì hắn quá hiểu rõ tính cách của Liễu Yên Nhi. Cô tuyệt đối sẽ không an phận, nếu như bí mật bị bại lộ thì cô sẽ càng không kiêng nể gì bởi vì cô biết hẳn sẽ không dám làm gì cả. Chị đang đùa với lửa đấy. Lục Vân đẩy Liễu Yên Nhi ra, đi thẳng vào phòng tắm rồi dội nước lạnh. Sau khi Liễu Yên Nhi bị đẩy ra, cô chẳng những không cảm thấy thất vọng mà lại còn ôm bụng cười trên ghế sofa, không có chút hình tượng nào. Cười xong,
cô còn không quên nói chuyện với Thẩm Tĩnh Nghỉ, cô Thẩm, cô nhìn thấy chưa? Sau này nếu muốn đối phó với nó, chỉ cần dùng thủ đoạn này là được. Thẩm Tĩnh Nghi sững sờ đứng một bên. Đột nhiên cô ta có một sự đồng cảm không thể giải thích được với Lục Vân. Tu luyện một công pháp kỳ lạ như vậy nhưng lại có một cô chị xinh đẹp mê người như vậy, chắc hẳn là khó mà nhịn được phải không? Thế nhưng sau sự việc này, cảm giác mất mát trong lòng Thẩm Tĩnh Nghi đã biến mất bởi vì cô ta biết Lục Vân không động lòng với mình không phải vì cô ta không đủ hấp dẫn mà là do vấn đề về công pháp của hắn. Cô ta cảm thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Một lúc sau, Lục Vân đi ra khỏi phòng tắm. Liễu Hiên Nhi nhìn Lục Vân với vẻ tự hào và khiêu khích, chị đã phát hiện ra bí mật của em rồi nên sau này em phải nghe lời chị đấy. Bất cứ khi nào chị yêu cầu em hỗ trợ việc tu luyện thì em đều phải đáp ứng. Nếu không chị sẽ lẻn lên giường em mỗi ngày và sử dụng đủ loại tư thế để dụ dỗ em. Trong chốc lát, Lục Vân không nói nên lời. Lẽ nào chị quyến rũ còn chưa đủ sao? Đương nhiên là Lục Vân không dễ dàng chịu thỏa hiệp như vậy được, hẳn nói với vẻ thần bí, chị Yên Nhi, chị cũng đang tu luyện thần công giống như em. Em có vấn đề, lẽ nào chị cũng có thể tránh được sao? Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, đầu óc của Lục Vân thanh tỉnh hơn nhiều. Hắn đã tìm ra cách đối phó với Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi sửng sốt, ý của em là, ha ha. Lục Vân nở nụ cười kỳ lạ nhưng hẳn không có bất kỳ hành động nào. Nhưng một giây sau, hẳn nhìn thấy Liễu Yên Nhi gấp gáp như kiến bò trên chảo lửa nhảy xuống khỏi ghế sofa, hét lên, rốt cuộc là có chuyện gì? Chân khí của chị đâu? Tại sao chân khí của chị lại biến mất? Lục Vân, tên khốn kiếp này. Chân khí biến mất một cách quỷ dị, Liễu Yên Nhi bỗng tỉnh táo lại, thì ra tất cả đều là Lục Vân giở trò quỷ. Lúc trước chân khí Liễu Yên Nhi vừa cô động ra cũng biến mất một cách khó hiểu như thế. Lục Vân còn lừa cô nói là vì vừa bắt đầu tu luyện, không thuần thục mà thôi. Liễu Yên Nhi tin, một khoảng thời gian rất lâu sau đó cũng thật sự không xuất hiện vấn đề nữa. Nhưng hôm nay, tình huống quỷ dị này lại trình diễn lần nữa, kết hợp với nụ cười xấu xa của Lục Vân, sao Liễu Yên Nhi còn không rõ tất cả căn nguyên tội ác đều là tên khốn kiếp Lục Vân này gây nên. Quỷ mới tin em. Liễu Yên Nhi nổi giận giống con cọp mẹ nổi lửa. Dương nanh múa vuốt nhào về hướng Lục Vân rồi thét to, a, tên chết tiệt Lục Vân này, em giấu chân khí của chị đi đâu, mau trả chân khí lại cho chị. Lục Vân gian nan chống lại mà nói U Yên Nhi, em nói thật cho chị biết, chân khí của chị đã bị em rút ra, chỉ cần chị không nghe lời thì em có thể rút ra bất cứ lúc nào, làm chị tu luyện thất bại trong gang tấc. Hừ, xem chị còn dám uy hiếp em không? Thứ chết tiệt, trộm chân khí thì thôi, còn dám gọi thẳng tên của chị. Tin bà đây đánh chết em không? Liễu Yên Nhi cực kỳ phẫn nộ, cởi giày ra đánh thẳng lên người Lục Vân. Thẩm Tĩnh Nghỉ trợn mắt há hốc mồm mà nói, rốt cuộc. Các người đang đùa giỡn hay thật sự đánh nhau vậy? Cô xem tôi có giống đùa giỡn không? Cô Thẩm tôi nói cho cô biết, tên nhãi họ Lục này căn bản không xứng với cô. Nếu cô còn khăng khăng muốn ở bên cạnh nó thì kiến nghị cô nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì cả bà đây còn có khả năng đánh chết nó đây mà. Liễu Yên Nhi tức giận thật thì rất đáng sợ, đuổi theo Lục Vân đánh một trận, thẳng đến trên người Lục Vân đầy dấu giày, trên cánh tay đầy dấu răng, trên mặt cũng đầy dấu son thì Liễu Yên Nhi mới thở phì phì ngồi trở lại sofa. Cô đưa đôi tay ôm ngực, vai ngọc run run, quay đầu đi không nhìn Lục Vân lấy một cái. Cô thật sự tức giận. Đây là lần đầu tiên Lục Vân nhìn thấy Liễu Yên Nhi giận đến vậy, hắn biết hôm nay mình làm hơi quá trớn. Đổi vị trí mà suy ngẫm. Nếu chân khí mình thật vất vả mới cô động ra đột nhiên bị người ta cướp đi, Lục Vân cũng sẽ rất phẫn nộ. Chị Yên Nhi, em. Đừng gọi tôi là chị Yên Nhi, Liễu Yên Nhi này không có quan hệ gì với cậu cải. Người chị tốt của em. Ai là chị cậu, bà đây cắt đứt quan hệ với cậu, cút được bao xa thì cút cho tôi. Nhưng căn nhà này là Thẩm Kim Hoa thuê cho em mà. Thao tác tệ hại của Lục Vân làm Thẩm Tĩnh Nghỉ sợ ngây người. Có ai dỗ dành con gái như anh không? Quả nhiên Liễu Yên Nhi nghe xong những lời này thì giận dữ đứng dậy, được, đây là căn nhà người khác thuê cho cậu, Liễu Yên Nhi này không xứng ở đây, vậy tôi đi ngay. Liễu Yên Nhi nói xong thì muốn tông cửa xông ra, nhưng lúc này, Lục Vân bỗng sải bước vọt qua, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Liễu Yên Nhi từ phía sau, nói chị Yên Nhi, em biết sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Rõ ràng đã nói phải bảo vệ các chị,
mà mình lại chọc chị Yên Nhi tức giận như vậy, trong lòng Lục Vân cũng rất khó chịu. Xem ra đôi lúc cũng không nên đùa quá trớn được. Cậu buông tôi ra. Không buông. Tôi cần cậu. Chị cần đi, chỉ cần chị hả giận thì cứ dùng sức cần. Vì thế Liễu Yên Nhi thật sự dùng hàm răng trắng tinh của mình căn lên cánh tay đang ôm lấy cổ cô, hơn nữa còn dùng sức căn, mượn cách này chút hết phẫn nộ và tủi thân trong lòng ra. Chân khí cực cực khổ khổ tích góp lại đột nhiên hết sạch, đổi lại là ai cũng cảm thấy phẫn nộ và uất ức. Liễu Yên Nhi là người thần kinh thô mà cũng suýt tức đến bật khóc. Căn chết em, căn chết em. Liễu Yên Nhi càng cắn càng dùng sức, vẫn duy trì tư thế này không biết bao lâu. Đột nhiên cảm thấy trong miệng truyền đến một vị thanh ngọt, cô bỗng bừng tỉnh, buông hàm răng ra mới phát hiện trên cánh tay Lục Vân đã là một vệt đỏ tươi. Căn chảy cả máu rồi. Nhưng Lục Vân lại không rên một tiếng, vẫn ôm chặt thân thể của Liễu Yên Nhi. Tiểu Lục Vân, xin lỗi, chị không cố ý, cánh tay em đau lắm không? Liễu Yên Nhi thật sự muốn ke đứt quan hệ với Lục Vân sao? Đương nhiên không phải, cô chỉ quá tức giận. Nhất thời nổi nóng mà thôi, cho dù hôm nay Lục Vân không ngăn cản, để cô rời đi thì không đến mấy ngày cô cũng sẽ không biết xấu hổ chạy tới tìm Lục Vân. Tính cách của Liễu Yên Nhi chính là như thế. Tiểu Lục Vân buông chị ra, chị không giận nữa. Liễu Yên Nhi thấy cánh tay Lục Vân bị cô cắn ra máu thì lập tức mềm lòng, đầy mặt đau lòng. Lúc này Lục Vân mới buông tay. Liễu Yên Nhi xoay người lại, bắt lấy cánh tay chảy máu của Lục Vân đau lòng trách cứ, rõ ràng em biết rất đau. Vì sao không lên tiếng, nếu em la lên thì chị sẽ không cản mãnh như vậy. Lục Vân dịu dàng nhìn khuôn mặt quyến rũ gần trong gang tấc của Liễu Yên Nhi, cười nói ý em chọc chị Yên Nhi tức giận, cho dù đau đến mấy em cũng không có câu oán hận nào. Trong lòng Liễu Yên Nhi tràn qua dòng nước ấm, đôi mắt cũng hơi hơi ướt át, nhẹ nhàng chừng Lục Vân một cái rồi nói thật là ngu ngốc. Lúc này Thẩm Tĩnh Nghi đã lấy băng gạc tới, hiểu chuyện đưa cho Liễu Yên Nhi. Lục Vân vốn muốn nói chút vết thương này không cần băng bó, nhưng lại sợ chọc giận Liễu Yên Nhi, đành phải để mặc cô cẩn thận băng bó cho mình. Băng bó xong, Lục Vân nói, chị Yên Nhi, vì đền bù sai lầm trước đó, về sau mỗi ngày em sẽ giúp chị tu luyện một lần, chân khí của chị sẽ nhanh chóng được bổ sung lại. Liễu Yên Nhi trợn trắng mắt mà nói, bà đây không thèm, ai biết cậu có đột nhiên trộm mất chân khí của bà nữa không? Em thề. Trước khi chị chưa thể cô động ra chân khí trong giây lát thì em tuyệt đối không động vào chân khí của chị, lừa chị là chó. Em vốn chính là chó. Không biết vừa rồi là ai căn người. Em nói cái gì? Không có gì không có gì, chị Yên Nhi nói gì cũng đúng. Lục Vân lập tức chịu thua, chỉ thấy Liễu Yên Nhi hất căm lên, đắc ý nói, hừ, biết thì tốt, về sau hiểu chuyện một chút cho chị, lần sau còn dám chọc chị tức giận thì bà thiến luôn. Nhìn hai chị em này, Thẩm Tĩnh Nghi đứng bên cạnh cảm thấy đầu mình như đang tỏa sáng, cho nên cuối cùng là tôi biến thành bóng đèn sao. Lục Vân giải thích kỹ càng vấn đề công pháp cho Liễu Yên Nhi nghe. Sau khi biết được chân tướng, Liễu Yên Nhi trầm mặc thật lâu rồi nói, tiểu Lục Vân, nghe em nói như vậy, chị đột nhiên cảm thấy công pháp này thực quỷ dị, không giống loại đứng đắn chút nào cả. Tùy ý cướp đi chân khí của người khác, quá bá đạo. Lục Vân gật đầu nói, em biết. Cho nên còn có rất nhiều điểm em cần tìm tòi. Hắn bỗng nhìn về phía Thẩm Tĩnh Nghị, hỏi Tĩnh Nghị mỹ nữ, không biết cô có hứng thú tu luyện hay không? À, Thẩm Tĩnh Nghị nghe thế thì trong lòng khẽ run lên, đôi mắt sáng ngời mà nói, muốn, đương nhiên tôi muốn. Cô luôn thực hèn mọn trước mặt Lục Vân, nếu có thể trở thành tu luyện giả thì ít nhất có thể càng gần gũi với Lục Vân. Liễu Yên Nhi lại hơi ghen tuông mà nói, giỏi lắm tiểu Lục. Vân. Lúc trước chị xin em dạy chị tu luyện, em ra sức khước từ, hiện tại lại tùy tiện với cô Thẩm như vậy sao? Không phải đâu chị Yên Nhi, em chỉ muốn thí nghiệm một chút xem rốt cuộc tình huống này chỉ xuất hiện trên người một mình chị hay là với tất cả mọi người, Tĩnh Nghị, tôi nói như vậy cô không để ý chứ? Không, không ngại, Thẩm Tĩnh Nghị lắc đầu, cô đâu thèm để ý Lục Vân xuất phát từ nguyên nhân gì, chỉ cần có thể làm chênh lệch giữa mình và Lục Vân ngắn lại là đủ rồi. Buổi tối thứ năm, khi Lục Vân đi vào phòng học hình chữ T thì không nén được kinh hãi. Chật ních, ngay cả cửa phòng học cũng có sinh viên đứng đầy. Thầy Lục, em dẫn bạn trai em đến nghe thầy giảng, ban đầu anh ta còn không chịu tới, em dùng chia tay uy hiếp ảnh đó. Thầy Lục, bạn em nhìn thấy bài đăng của em thì thực hâm mộ,
hôm nay dù thế nào cũng phải đi theo em tới nghe thầy giảng bài, quảng cũng quảng không ra. Thầy Lục, trước khi vào tiết thầy có thể biểu diễn phi châm lần nữa cho tụi em xem không, em với bạn em đã cá 5 đồng, tên đó nhất định không tin. Cảm giác díu dít này thật tốt. Thẩm Tĩnh Nghỉ cười nói, thầy Lục, hiện tại chắc thầy là giảng viên được sinh viên hoan nghênh nhất trong trường học rồi. Giờ mới trải qua một tiết mà hắn lại thu được nhiều sự yêu thích như vậy, Thẩm Tĩnh Nghi cũng phải hâm mộ. Ha ha, Lục thần y, cảm giác làm thầy giáo thế nào? Hiệu trưởng Lý Vệ Bình cũng tới, phía sau có trưởng phòng giáo vụ và rất nhiều giảng viên đi theo. Lục Vân nói, không tồi, những sinh viên đều thực đáng yêu, không làm khó dễ tôi, đúng rồi, sao hiệu trưởng lại tới đây? Còn không phải nghe nói Lục thần y giảng bài quá đặc biệt nên tôi dẫn mấy giáo viên lại đây học tập. Lý Vệ Bình cười nói, trên mặt đầy vẻ thưởng thức đối với Lục Vân. Ban đầu ông ta còn tưởng rằng lớp tự chọn của Lục Vân sẽ tiêu đời, không ngờ phát hiện đa số những thông tin sinh viên tham gia tiết đầu tiên phản hồi đều là khen ngợi. Hôm nay lại đây xem thì đúng là rất đông người. Lần này trường học bọn họ không tiến hành can thiệp gì, tất cả những sinh viên đó đều là tự nguyện lại đây nghe giảng bài. Thật sự quá làm người ta bất ngờ. Đám sinh viên ngồi hàng đầu phòng học thấy hiệu trưởng tới thì chủ động đứng dậy nhường chỗ của Lý Vệ Bình và đám người trưởng phòng giáo vụ. Tiết học bắt đầu, bọn sinh viên không giữ quy tắc giống lúc đi học bình thường, ngược lại sôi nổi rời khỏi vị trí, chen chúc lên bục giảng phía trước. Trưởng phòng giáo vụ nhíu nhíu mày mà nói, sao lại thế này? Đều trở về chỗ ngồi cho tôi, đi học không ra đi học, ồn ào. Nhốn nháo còn thể thống gì? Trong phòng học lập tức an tĩnh lại. Trong lúc bọn sinh viên không biết làm sao, Lục Vân mở miệng nói, hôm nay người vào phòng học này đều là học sinh, cho nên đừng phân chia hiệu trưởng, trưởng phòng giáo vụ gì trước mặt tôi, nếu có ai không muốn nghe, hoặc là nghi ngờ cách dạy học của tôi thì xin lập tức đi ra ngoài. Lời này của hẳn tràn ngập nhằm vào, tuy ngoài miệng bọn sinh viên chung quanh không nói, nhưng trong lòng lại rất bội phục. Thầy Lục quá trâu bò. Lời nói này quá khí phách, không sợ đắc tội cả hiệu trưởng và trưởng phòng giáo vụ. Lý Vệ Bình gật đầu nói, thầy Lục nói rất đúng, hôm nay chúng ta tới học tập, không phải tới để soi mói, các trò không cần coi chúng tôi là người đứng đầu, trước đó mọi người học như thế nào thì hôm nay cứ làm thế đi. Nói xong, ông ta còn nghiêm khắc trừng trưởng phòng giáo vụ một cái. Cả hiệu trưởng cũng nói như vậy, tất nhiên bọn sinh viên cũng không phản ứng trưởng phòng giáo vụ. Sôi nổi vây quanh Lục Vân bắt đầu hỏi chuyện, xin hẳn châm cứu. Bạn Vương Thiến Thiến lại được một cơ hội biểu thị. Khi mọi người nhìn thấy tàn nhang trên mặt cô đã phai nhạt rất nhiều thì cảm xúc dâng cao tới cực hạn, tính ra còn chưa đến 2 ngày mà đã như vậy, y thuật của thầy Lục thật quá lợi hại. 2 giờ giảng bài nhanh chóng trôi qua một nửa, trong lúc nghỉ giữa giờ, một nam giảng viên bỗng đi đến trước mặt Lục Vân và nói, thầy Lục, tôi cảm thấy vừa rồi thầy giảng bài rất tốt. Tôi có 1-2 vấn đề nhỏ có thể thỉnh giáo thầy một chút không? Mời nói. Cái này, nam giảng viên nhìn thoáng qua sinh viên chung quanh, lộ ra vẻ mặt khó xử, tuy rằng hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, nhưng Lục Vân thật sự quá được hoan nghênh, cho nên bên người vẫn có rất nhiều sinh viên vây quanh. Lục Vân lập tức hiểu ý của anh ta, cười nói, nếu thầy cảm thấy không tiện thì chúng ta có thể đi ra ngoài nói. Tốt tốt, làm phiền thầy Lục. Hai người rời khỏi phòng học chữ T, đi ra mặt cỏ bên ngoài, chờ 4 phía không còn sinh viên thì nam giảng viên mới nhỏ giọng nói, thầy Lục, vừa rồi tôi nghe thầy giảng bài tới khúc thận âm thận dương, cảm thấy rất thú vị. Đúng lúc tôi có một chút vấn phương diện này, có thể nhờ thầy xem giúp tôi một chút không? Một chút vấn đề. Anh ta dừng một chút, có chút xấu hổ mà nói, hừm, hơi nhanh. Bao lâu? Ghê gớm, vậy mà gọi là hơi nhanh. Lục Vân chấn định nói, như vậy đi, chờ nửa tiết sau kết thúc, tôi cho thầy một phương thuốc, thầy uống thử trước xem. Cảm ơn thầy Lục. Nam giảng viên mừng rỡ như điên mà rời đi, nhưng vừa đi không bao lâu thì lại có một nam giảng viên khác tìm đến Lục Vân, nhỏ giọng nói, cái kia, thầy Lục, vừa rồi tôi nghe thầy giảng bài tới khúc thận âm thận dương, cảm thấy rất thú vị. Hả, sao mấy câu này quen quá vậy? Lục Vân liếc nhìn anh ta rồi nói thẳng đi. Vấn đề gì? Hơi mềm. Lục Vân cũng dùng lý do tương tự đuổi anh ta đi, nhưng ngay sau đó trưởng phòng giáo vụ cũng tới. Mặt Lục Vân lập tức tối sầm, các người đang tổ chức cả đoàn tới hỏi bệnh à? Trưởng phòng giáo vụ cười làm lành mà nói, thầy Lục, tôi đến xin lỗi thầy,
đây vốn là cách dạy học của thầy, tôi nghiêm túc nghe thầy giảng bài xong thì cảm thấy quá khắc. Sâu quá thấu triệt, đặc biệt là về vấn đề thận âm thận dương. Lục Vân cắt ngang lời ông ta, nói trọng điểm, thầy có vấn đề ở phương diện nào? Ha ha, hơi chọc, chọc. Đáp án này thật sự nằm ngoài dự đoán của Lục Vân, vẫn là trưởng phòng giáo vụ ghê gớm hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.